xưa nhiều kẻ đón người đưa, mà ngày xưa chẳng ai ưng dưới thương, mỗi mai đưa đường mà cô cứ lặng bay xa. Nhìn chàng trai dễ thương buông lời hát ca, cô ba muốn thương chàng một người lạ chưa quên. Đẹp mặn mà là chuyện tình cô ba, dẫu xa nhưng tình chẳng phôi pha, nhưng ai đâu bàng hoàng nghe tin người ta nói anh giờ đã có gia đình. Uổng bấy lâu thương ai chờ ai, chữ duyên ban đầu mang nỗi sầu chia tay. Cô ba ở Vĩnh Long bây giờ chẳng còn đợi ai vì tình đã phôi phai. Tình đã xa, có nhớ yêu thương người thì người nào thương cho ta. Anh Hai à, anh Hai, hồi nãy cô ba qua đây tìm anh Hai á. Ủa, cô ba tìm anh chi vậy Út? Cô ba tìm anh nhưng mà cô ba nghe nói anh sắp làm đám cưới. Cô ba buồn quá, cô ba chạy thẳng ra bờ sông á. Vậy đáng chạy ra bờ sông anh tìm cô ba nha Út ơi. Anh Hai, anh đừng tìm làm gì nữa, giờ này chắc cô ba đã qua sông rồi. Tình duyên đã lỡ trao ai, nay dở dang rồi hồn nghe chua xót. Làm sao để biết nhân gian, ai đổi thay lòng ai nỡ phụ ai. Nghe xót thương đêm dài mơ khát vọng cùng ai. Nay giấc mơ tan rồi anh đã dối. Mặn mà là chuyện tình cô ba, dẫu xa nhưng tình chẳng phôi pha. Nhưng ai đâu ngờ được tình xót xa. Hôm chợt bàng hoàng nghe tin người ta nói anh giờ đã có gia đình. Uổng bấy lâu thương ai chờ ai, chữ duyên ban đầu nỗi sầu chia tay. Cô ba ở Vĩnh Long bây giờ chẳng còn đợi ai vì tình đã phôi phai. Buồn thương nhớ chi khi tình đã xa, còn nhớ yêu thương người thì người nào thương cho ta. Chuyện tình yêu thế gian thương rồi cách xa, còn nhớ yêu thương người thì người nào thương cô ba. Chuyện tình yêu thế gian thương rồi cách xa, còn nhớ yêu thương người thì người nào thương cô ba. Nghe xót thương đêm dài mơ khát vọng cùng ai. Nay giấc mơ tan rồi anh đã dối lìa. Xin chúc mừng hai anh em. Ngay khi mà cậu Hai biết tin cô ba đã sang ngang đi lấy chồng, mắt cậu buồn xa xăm, cậu chỉ về phía trước thì tôi đoán cô ba chính là nữ ca sĩ Hiền Thục. Vâng. Trên tất cả. Đúng rồi. Cô ba giờ đã thay đổi đời rồi thưa quý vị. Cô ba của ơi. Tư là ngồi đây hết luôn rồi đó. Vâng. Cô ba ơi, cô ba nhìn cậu Hai của tôi như thế nào? Ủa, có phải là chị nghe lộn không hay là anh nói lộn ta? Sao? Là cái anh này anh đi lấy vợ rồi cô ba bị tan vỡ trái tim mà, phải không? Đâu có. Đúng. Dạ đúng rồi anh. Chết rồi. Thấy chưa? Khang đẹp trai. Ơi, con sông quê, em đan quê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai chàng trai này. Cậu Hai giới thiệu về mình đi.
Vâng. Dạ, em tên là Trác Long, tên thật là Võ Hoàng Huy, năm nay em 26 tuổi. Dạ, em tên là Hồ Khắc Tùng, dạ em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, dạ năm nay em 34 tuổi. Em dạ. Làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do. Hai bạn mà nãy giờ nghe những tràng pháo tay của khán giả mà có mặt ở khán phòng đây là cũng biết là hơn 50% là thành công rồi và duyên dáng rồi. Thôi mình cũng giữ sự bí ẩn một chút xíu, giống như anh Minh Vy mình nói ngắn thôi. Mình sẽ im lặng tiếp. Hết rồi hả? Dạ, nó hết rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của cô Tư. Tùng với Long khi mà hát lên cái bài hát này, chị chịu liền. Chịu quá. Nhất là đối với cái giọng của Tùng. Và em có cái đoạn ngân á, rất giống một học trò cũ của chị. Những cái chuyển, những cái luyến của em và cái ngân, cái đuôi của em ấy, nó rất là lạ. Nói chung nó rất là mượt, chị rất là chịu. Còn đối với Long, gương mặt em rất là sáng. Giọng em nó không có mềm mại uyển chuyển hơn Tùng, nhưng em hát được. Có điều là mới quá, chưa có nhiều cái kinh nghiệm. Cho nên là nếu mà được vào vòng trong thì Tùng sẽ hướng dẫn chỉ cho Long nhiều hơn. Tụi em coi như là giống như đôi bạn cùng tiếng, tụi em đều giữa cái hai người về cách diễn và cách hát luôn. Thì nó có sự cộng hưởng, nó sẽ hay hơn nhiều. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Cảm ơn chị Ly. Về phần diễn thì anh thấy một cái điều này, anh phát hiện biết có đúng hay không nha, mà cũng khá là thú vị. Có rất nhiều đoạn Khắc Tùng á thể hiện cái sự đau lòng á, nó còn nhiều hơn cả cậu hai nữa. Chắc yêu lén. Vì sao không? Anh Minh Vy bước sang nha, ôm bụng, sau đó rồi cúi xuống gặp người nè. Đó, mặt đau khổ vô cùng luôn. Đó, kiểu giống như là đau thay cái nỗi đau cho cậu hai vậy đó. Anh nghi chắc cũng có yêu thầm thương trộm nhớ cô ba quá à. Đó, thì cái đó nó cũng là một cái dễ thương. Ý là em quá nhập vai và em thổi hồn vào. Rồi tuy nhiên là em diễn cái nỗi đau đó nó bị nhiều quá. Cho nên là cậu hai á, chưa đủ cái nỗi đau, hoặc là đau nó ít quá, hoặc có thể là khóc vào trong đó. Cho nên thể hiện cái vẻ cứng rắn ở bên ngoài. Thì cái đó cũng là cái cách suy luận của anh cho vui thôi. Nhưng mà anh nghĩ là tiết mục này rất là dễ thương và thành công. Chúc mừng hai em. Em cảm ơn anh. Xin mời chia sẻ của anh Minh Vy. Mời anh Minh Vy ạ. Nãy giờ vui quá. Xin mấy nhạc hồi hộp à. Đây. Tự nhiên em cũng hồi hộp nha. Cực liền thưa quý vị. Cho âm nhạc. Trác Long. Dạ. Em biết em bị sao không? Em bị áp lực nhiều. Em tự đặt á. Thà em buông lỏng ra. Em giống như Tùng hát. Ồ không có gì để mất. Em hát hôm nay còn không bằng lúc tập. Đối với Tùng, đôi khi cái trường hơi của em dư. Cái cách hát của em rung. Đôi khi dư quá nhiều. Vì làm em dùng á. Em ngân cho dài cho đã. Luyến cho khi mà rớt xuống nốt chủ âm cái nó qua các con khác rồi. Nên cái đó rút kinh nghiệm thôi. Chứ hiện tại cái bài này tụi em làm tốt nha. Dạ, cảm ơn anh. Mời cô Tư chọn hay không chọn ạ? Chọn. Xin chúc mừng một team của cô Tư. Tiếp theo xin mời anh Hoàng Nhật Nam chọn hay không chọn? Chọn. Chúc mừng anh Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Minh Vy. Chọn hay không chọn? Ở nhà có quy định, nếu mà vợ chọn thì chồng không chọn. Mà nhiều khi làm quá bà về bà chữ. Ủa? Hay thì phải chọn chứ, phải có ngoại lệ chứ. Để cho Thục bí ẩn luôn đi. Ba người là chắc chắn là mấy bạn này được vào trong rồi. Nhưng mà Thục có muốn cái sự bí ẩn của mình sẽ cho các bạn biết là mình có chọn hay không chọn không? Muốn chọn hay không chọn? Dạ muốn chọn. Xin chúc mừng các bạn đã có 4 team. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Nào chúng ta gửi lời cảm ơn ban giám khảo đi. Dạ, cảm ơn bốn anh chị. Rồi, cảm ơn tụi em. Xin chúc mừng. Bằng lòng đi em anh đón
che giấu khó đưa dâu. Bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu diêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu anh. Chúng ta vừa đến với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Vì chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai bạn. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi, chàng trai tuổi sao? Em tên là Thịnh Nguyễn và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Năm nay em 22 tuổi. Em làm công việc gì? Hiện tại em đang ca sĩ tự do. Bạn tiếp theo? Em tên là Đăng Châu, hiện tại em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hồ Chí Minh ạ. Em là người ở đâu? Dạ em là người Nghệ An. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Lúc nãy là cái phần mà thổi sáo á, ví dụ như mình diễn giả đi thì mình quyết định diễn giả thì mình sẽ diễn cho hết cái đoạn đó luôn rồi mình hãy hát, còn không thì thôi mình cứ đi ra thôi, chứ tự nhiên đang thổi du dương giữa chừng em không thổi nữa mà tiếng sáo vẫn văng vẳng thì cái đoạn đó là làm sao? Tại vì em sợ là mình sẽ lên không đưa mic ra kịp á đó. Nếu như vậy thì mình nên chọn một trong hai thôi. Ví dụ như bạn đã chơi guitar rồi thì em cứ đi ra và
bước những bước đi lững thững đến bên cạnh người bạn mình và đợi vào cái câu hát đó, thì mình cầm mic lên mình hát. Sẵn đây anh cũng nhận xét về Thịnh Nguyễn luôn. Thì Thịnh Nguyễn hát sau, Thịnh Nguyễn hát thì anh có thấy rằng là bạn hát rất là không rõ lời ha. Hình như là cái đoạn sau mà bắt đầu lên những cái đoạn điệp khúc cao thì lúc đó thì mới nghe rõ thôi. Còn những cái đoạn đầu thì hầu như em hát nó bị ém thế nào á, anh không có cảm thấy thoải mái ở cái phần mà tai nghe những cái thanh âm được phát ra. Nhưng mà điều rất là khen Thịnh Nguyễn là cái phần sau thì bắt đầu có hòa bè cao để kết, thì hai anh em làm rất là ngọt. Có cái đoạn mà vịnh vai bạn mà nói là em nhỏ xíu anh thương đó thì cũng cần phải xem lại. Mình phải chọn cái câu hát để mà tương tác trên sân khấu, nó rất là quan trọng đó mấy em. Về phần Đăng Châu, cái hình ảnh một chàng trai mà ngồi chơi guitar thì rất là đốn tim và rất là lãng mạn. Những cái giai điệu gọi là rải vào bài hát là rất là ghi điểm. Thì cái phần đầu của Đăng Châu thì anh có cảm tình nhiều hơn. Đó, hát rất là nhẹ nhàng, khoan thai. Dĩ nhiên để gọi là xuất sắc lắm cho cái tiết mục này, anh Nam cũng là người dễ tính, dễ dãi lắm, cũng không đến nỗi khó như ai kia mặc áo đen xa xa bên kia đâu. Đó. Xanh đen. Anh đang hỏi là người ngồi cùng bàn với anh hay là đứng trên sân khấu à? Không, thì anh đang nói về giám khảo mà. À. Giám khảo mới có quyền khó tính cho MC. Vâng. Mà khó tính thì người ta đâu chịu đâu. Tại vì anh nói là ai kia rồi xa xa, nhiều người nhột, trong đó có em. Dạ, vâng. Anh nghĩ rằng là tiết mục vẫn chưa đã lắm, chưa qua cầu được đâu. Cảm ơn anh. Ok. Một phần nhận em xét rất là chi tiết về cái phần biểu diễn của hai thí sinh. Nhưng cũng không quên cà khịa người khác để châm ngòi cho một cuộc chiến. Thế thì bây giờ ai kia ngồi phía đằng xa, chúng ta có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Dạ, cái anh đang đội nón nè, thưa anh nè. Mà em thiết nghĩ vậy, thưa anh, mình nên thay nón đi ạ, để làm cho nó màu sắc hơn. Mỗi một tập anh thay một cái nón cho em. Đã bao nhiêu tập trôi qua rồi, bao nhiêu đêm phát sóng rồi, nhưng mà cái lời hứa từ cái tập đầu tiên là sẽ đem nón ở nhà để mà cho nhạc sĩ Minh Vy vượng vẫn chưa thấy. Hôm nay anh đội nón cực kỳ là phong cách luôn. Em có một cái bộ sưu tập nón, thì trong những số quay tiếp theo thì em thiết nghĩ em sẽ gửi tặng anh để anh thay đổi nón thường xuyên cho mình có cái phong cách. Thưa quý vị, tôi có một thùng ở trong đó, chứ không phải là chỉ có một cái. Mình phải có thì, một cái. Nhưng đây tôi xin phép được tặng sơ, còn lại 300 cái thì xin được gửi container đến nhà anh để anh có thể thay vào mỗi một tập phát sóng của chương trình. Xin phép anh nhận cho em vui ạ. Thôi đổi luôn cho em vui nè. Vâng. Đó. Thưa quý vị, đẹp không ạ? Quá đẹp. Không tin được, cực kỳ dễ thương. Thế thì ai kia có thể chia sẻ đôi điều về cái nhận xét vừa rồi của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trước tiên là cảm ơn người em của anh đã tặng anh cái nón này. Cái bài này, cái điểm nhấn thứ hai sau cái tiếng guitar, tôi đã cố ý hòa âm là tới bắt đầu giang tấu thì mới đưa một nhân vật thứ hai ra là có một cái sáo. Là tiếng sáo nó rất là du dương, rất là đẹp. Chịu và không nổi. Tại vì lời hứa của anh với hai đứa, anh sẽ tìm một cái sáo cho em. Tối hôm qua về khuya quá, sáng lên lục, không có. Sáng đi xe ngang phải gọi cho một đứa em, nói em đứng ngay chạy tới đường Nguyễn Thiện Thuật mua cho anh một cái sáo mắc nhất. Bạn ấy lừa mãi được một cái sáo 69 ngàn. Wow. Rồi anh tức tốc anh chạy lên liền. Nếu ở đây quý vị khán giả ở trường quay thấy rõ ràng đúng không, cầm đây chạy lên trở liền, nói em cầm cái sáo đi ra bảo đảm đẹp. Nhưng ngay lúc đó thì Thịnh mới nói anh ơi em hát không kịp. Ok, có đó hai câu sáo, anh mới nói liền Thịnh em ra em thổi một câu thôi. Thì đi ra tới câu thứ hai là phải chuẩn bị tâm lý để tập trung, dù sao cũng là thi cái giọng hát. Còn cái phần mà minh họa là để cho nó đẹp mắt và để cho nó cộng hưởng thôi. Còn anh xin lỗi, cái câu mà thấy em nhỏ xíu anh thương là lỗi của tôi. Lại nữa anh? Ý anh khác, là thấy em nhỏ xíu á là anh Châu nó nhỏ con. Thì mỗi người sẽ là một cái cảm nghĩ, nhưng mà anh phải khẳng định là lỗi của anh nha. Nếu như anh Nam anh hiểu sai cái ý thì là lỗi của anh Nam nha. Không không, chị Thục cũng không, cũng hiểu sai đấy. Cho hai đứa hiểu không? À, chị Thục cũng hiểu cho sai. Rõ ràng. Chứ vậy là bị điểm trừ hay gì đâu. Mình không sai, anh ấy sai. Mình không sai, anh ấy sai. Mà anh nghĩ là Khang nãy cũng nghĩ giống anh đúng không? Em nghĩ không đúng là anh trả nó. Không như thế này nè, em là quá. Em đều nghĩ giống như hai anh.
Khang bình luận xong cái sao anh thấy đường đi nó quá xa luôn á Khang. Quá xa đúng không quý vị? Nên anh thấy là sau khi mà Khang giải thích xong thì anh biết ngoài bán chả cá ra còn bán thảo mai nữa. Nói là tại sao cái voice, cái giọng hát của Châu bắt thẳng vào, vì em hát bằng giọng thật nên cái rõ lời. Thịnh Nguyễn, trước đây em học cái gì? Dạ em chưa học. Chưa học nhưng cái cách hát của em anh lầm tưởng là em có học. Ừ. Vì có pha giả thanh trong đó chút xíu, đúng không? Khi pha giả thanh vào, trừ những câu cao thôi, em mới được quyền đẩy cái mic ra xa. Tại sao anh Nam nghe không rõ? Cái mic em đẩy quá xa vào những câu thấp. Chứ thật ra là về phong thái và về tự tin, anh vẫn chấm Nguyễn. Rồi xong, đó là những lời giải thích của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh đã nói hộ cho các bạn. Thúc ơi, à, dạ. Mình có thích phần biểu diễn này không? Nói thật là em rất thích. Và em thích khi mà Đăng Châu ngồi nhiều hơn là đứng. Tại vì khi mà như anh Nam nói, cái hình ảnh một chàng trai mà ôm guitar ngồi hát rất là lãng mạn. Cái hình ảnh đó đối với chị Thục là nó rất là dễ thương. Chị Thục ngạc nhiên là khi mà biết là em chưa có học gì hết mà em hát rất là vững tâm như vậy. Chỉ tiếc là cái khoảng cách mà của em với microphone nó hơi xa, thì em chỉ cần rút kinh nghiệm lại cái đó thôi. Anh ạ, em nghĩ là nên ủng hộ cái hình ảnh này, nó dễ thương. Một người gọi là sao? Trái tim mềm yếu quay sang thuyết phục một người con tim yếu mềm mà. Bây giờ tới phiền Ly muốn phản bác tất cả nè. Ngày xưa Ly hay nói với các bạn fan là âm nhạc là thuộc phạm trù của cảm xúc. Cảm xúc của từng người cảm nhận nó sẽ khác nhau, nó không giống. Thì ở đây đúng là mỗi người có mỗi cách nghĩ. Ở đây nói về, giờ nói về giọng hát trước ha. Chị nghe hai người hát, chị ghi cái chữ đây, thích à nghe. Đối với ai biết không? Đối với Thịnh Nguyễn. Có nghĩa là cái tiết mục này nó có chị có nhiều cái để chị nói. Thí dụ như là Châu, em hát ra cái hình ảnh của em thật sự là ôm cái guitar mà ngồi như thế, nó rất là đẹp. Và khi em hát ra đúng là cái giọng em nó bắt vào người ta trước, thật sự là như vậy. Nhưng khi em biểu diễn vào bài hát, cái tiết tấu của em chị không thích bằng Thịnh Nguyễn. Nếu mà mọi người xem lại sẽ thấy cái cách Thịnh Nguyễn ra mà nói nhỏ xíu anh thương, nó không có giống của một người nam với một người nữ, mà nó ra một cái phong thái của một người đàn anh chững chạc. Từ nhưng mà điều á là mình chỉ không cắt riêng một câu đó, mà nó còn là nhiều câu trước và sau đấy nữa. Thì Ly mới nói đó. Là nếu mà nói Ly không trách Nam được, là nếu mà tính theo nội dung bài hát thì không, Ly không trách Nam được. Hai phe nha quý vị. Chị hy vọng rằng nếu em vào vòng trong, em sẽ chứng minh cho anh Nam và Thục biết cái thực lực của em như thế nào. Và em giọng em cũng khẽ đa màu sắc lắm. Đâu có cần chứng minh cho chị Thục. Chị Thục nói hay mà. Không ý đúng là không? Chị nói cái thực lực này kia mọi thứ đó em hát không rõ. Và chị đang nghĩ anh Nam giùm em mà. Thực sự có lẽ chị thích cho nên chị nghe rõ từng chữ của em hát luôn. Hôm là... nay là đi. Xào xáo lắm. Rồi xin mời phe trung lập cho kết quả trước nè. Phe trung lập. Trung lập hả? Chọn hay không chọn à? Chị chọn nhá. Và chị nãy có năng nỉ nhỏ rồi, không biết có được hay không nha. Chọn. Vâng, một tim. Xin mời phe vợ chồng trước thưa quý vị. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly đưa ra kết quả. Dĩ nhiên rồi, một tiết mục mà tranh cãi như thế này là biết là phải chọn rồi. Chọn. Vâng. Ghê thiệt. Dương Đông kích tay vẫn chọn. Anh nghĩ là Nam bấm đi. Quyết định của anh Nam, chọn hay không chọn? Tiết mục này nếu có đậu hay không đậu không thể được cả bốn. Hai em mỗi một bạn, mỗi cá thể thì đều có những cái ưu và cái khuyết. Nhưng mà lúc mà cộng hưởng trong tiết mục này thì nó chưa thực sự đã và bùng nổ. Xin phép anh Nam sẽ không chọn tiết mục này. Mà nếu như mà có chăng thì anh Nam sẽ muốn chọn một trong hai, ví dụ vậy. Đó, cho nên Nam sẽ không bấm chọn. Nếu một trong hai, Nam chọn ai? Nếu một trong hai á, thì bạn Đăng Châu vừa biết chơi đàn guitar và vừa biết chơi piano. Cho nên là đó là những cái điểm cộng thêm. Thì anh Nam có cảm tình hơn một chút xíu trong cái tiết mục này. Thì Thịnh Nguyễn cũng đừng buồn anh với cái chia sẻ này. Tuy nhiên là một mình anh thì sẽ không quyết định được hết. Đó, cho nên là hai em vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía anh Minh Vi. Vâng, cảm ơn anh. Nếu anh không chọn thì Nam sẽ cứu Châu. Hai bạn này đã bấm rồi. Nếu anh không bấm thì Nam sẽ cứu Châu. Anh sẽ là người cứu Thịnh thì... Mà rắc rối quá, mất công. Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy là sau một hồi phân tích rất lâu thì anh Minh Vi đã quyết định chọn thêm một trái tim. Chúc mừng hai bạn đã bước tiếp vào vòng tiếp theo.
sông mà lỡ chuyến đò. Yêu đương một gánh bây giờ gầy đôi. Từ ngày tình nghĩa chia chấp nhận mà thôi, để
xoay vần. Quý vị, vừa rồi là ca khúc Người Mang Tâm Sự, một sáng tác của Như Phi với phần thể hiện của cặp đôi nam trên sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai anh nhé. Xin mời anh giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thanh Phong, em đến từ Đồng Tháp. Nghề nghiệp của em là cho thuê karaoke âm thanh. Dạ. Wow. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với người tiếp theo, xin mời anh. Dạ, em tên là Phước Tài, cũng đến từ quê hương đất Sen Hồng, Đồng Tháp. Và công việc của em hiện tại là em đang làm công nhân. Anh làm công nhân mảng nào? Dạ, công nhân của một công ty gỗ ở ở Đồng Nai ạ. Anh có biết anh này không? Có hay đi thuê karaoke dạ, của anh này không? Dạ, nói chung thì anh em cũng có cơ duyên biết nhau cũng một vài lần. Một vài lần? Dạ, nên thấy hai anh em cũng có cùng đam mê. Nên em rủ Phong đăng ký cuộc thi. Anh rủ anh Phong đi thi? Dạ. Từ mới thuộc với anh Minh Vy có thấy hai ông này không? Là ông diễn rất là say mê. Rồi có cái đoạn giang tấu là hai ông nắm tay nhau đi vòng tròn quyến luyến. Nhất là Tài đó, quyến luyến dữ lắm. Quyến luyến nắm tay không rời, xong sau đó kết lại cũng chưa chịu nữa. Tựa đầu vào vai nhau. Tựa vào vai anh. Đúng rồi, hai cái mái đầu tựa vào. Xong tôi thấy dưới này thấy giám khảo cười quá, hai ông mới đứng dậy. Tức là tách ra đúng không? Cho em hỏi là cái phần biên đạo đó là ai, là người biên là đạo? Là Tài phải không Tài? Cái biên đạo nắm tay đó là... Dạ em ạ. Thấy chưa? Hôm qua em nói là khỏi nắm tay rồi, tự động anh đưa tay rồi, sẵn đó em đưa em dịnh luôn. Đó, thấy chưa? À, thấy anh em mình đồng hương nhau, thương em quá. Bao nhiêu Thảo làm thí sinh xào xáo. Không, anh hiểu là cái tâm trạng của cả hai bạn luôn. Là hai bạn lên hát, từ cái phong thái và từ cái tinh thần á, là hát rất là say sưa. Kiểu giống như là được hay không được thì mình cứ phải hát cho đã. Vì sướng quá, âm thanh ánh sáng rồi nhạc hay quá. Minh Vy phối đã quá cho nên là hát là sướng thôi. Và hai anh em cũng có cái gọi là cái sự thân thiết á, tình thương mến thương với nhau trong cuộc thi này. Cho nên là đến lúc đó mình không còn gọi là bận tâm những cái điều khác về mặt ý nghĩa sân khấu nữa. Cho nên là mình phải biết tiết chế những cái phần đó. Nhưng mà khi mà Nam biết là cái hoàn cảnh xuất thân của từng bạn thì càng thấy quý hơn. Nói vui chứ không phải rằng là có ý chê các bạn đâu. Vậy là thích đúng không anh? Thích đúng thích không? Mà cái phần này rất là thú vị. Và cho hỏi luôn là Phước Tài là hôm vừa rồi là cũng định xin rút đó, và với một cái lý do thì Tài cũng chia sẻ cho khán giả được biết. Dạ, lúc đầu thì nhiều khi điều kiện đi lại của em cũng hơi khó khăn đó anh, tại vì nhiều khi gia đình thì chỉ có một chiếc xe thôi, khi vợ thì cũng cùng công ty với em, nên khi mà đi làm thì hai đứa đi chung một chiếc. Bây giờ nếu mà em đi thì vợ em phải đi có gia người ta. Nên bây giờ thì em đi lên đây. Thật sự là Thanh Phong rước em. Rước em đi. Dễ thương ghê, dễ thương. Lúc này mới là đến với nhau nè. Dạ, yeah, đó đúng rồi. Dễ thương quá. Ừ, dễ thương. Em rất quý cái tình đồng hương cũng như là tình đồng đội trong cái cuộc thi mà Thanh Phong đã dành cho em. Một lần nữa em cảm ơn người đồng đội của em, Thanh Phong. Xin đính chính lại là cái phần diễn xuất của hai bạn. Tôi mới nói thêm và tôi bắt buộc Tài, khi em hát cái câu mà sao giang tấu nha, người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi, là tới vỗ dài. Tới vỗ dài bạn kia là giống à, tôi cũng vậy. Và hai người là một cái cùng gánh ngộ và chia sẻ với tình cảm với nhau. Và tôi nói đủ rồi. Rồi anh có nói thêm, có diễn gì thì diễn, nhưng mà vẫn là hai người đàn ông. Mà coi như tới quá, thành ra người ta lại hiểu lầm. Tài chỉ bị cái đoạn đầu ngâm thơ vừa rồi, lúc mà khi em thi á, không hay bằng khi mà em đang tập với anh. Khi vào nhạc rồi tụi em làm, anh dám đảm bảo là cái ngọt, cái bén của tụi em giống như một dòng suối mà nó lên xuống nè, mà nó phẳng lì là trơn tru luôn, không có dính một cục đá nào hết. Đó là cái giọng hát của hai đứa em truyền được cái sắc thái, cái hồn của cái bolero tới thẳng vào tim của khán giả luôn. Chắc chắn là mình chọn tụi em. Dạ, em cảm ơn anh Vy ạ. Cảm ơn anh. Có lẽ là sau khi qua cái chia sẻ của Tài đó, đam mê ca hát thì chỉ mong như vậy nè. Về những cái đoạn thấp á, những cái chữ thấp á, chắc là do giọng của em nó là giọng cao, cho nên em hát thấp thì nó hơi hạn chế. Thì nếu mà về mà có dịp tập và có thời gian tập, mình tập thêm những cái nốt
thấp nữa thôi là hoàn hảo. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, còn Phong thì chị thấy là đã thổi cái hồn mà của Bolero đến thẳng vào tim của khán giả như là anh Minh Vy nói rồi. Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Xin mời chị Cẩm Ly. Mọi người nãy giờ khen quá là nhiều, giờ không biết nói gì nữa. Thực ra thì hả? Tự góp ý vô để cho hai bạn hát tốt hơn nữa đi. Tức là tự làm phù thủy đi để Nam làm hoa hậu nhân ái phải không? Ý vậy phải không? Đúng rồi. Ý vô đúng rồi. Ở đây bây giờ Ly nói là giọng của Tài với Phong là mình đã có cái chất Bolero. Cái âm của mình rất là vang, rất là sáng, rất là bắt beat nghe, rất là đã. Nhưng mà ở Phong á, Phong có cái tình trong đó, trong cái giọng rồi. Mình tình hơn thì nó trong cái Bolero nó sẽ tốt hơn thôi. Còn đối với Tài á, có giọng, có niềm đam mê. Nhưng mà Ly rất là muốn á, Tài sẽ đặt để tình cảm của mình một chút nữa vào cái giọng hát của mình. Là lúc đó sẽ ngon lành luôn. Và cái mà động lại ở Ly một lần nữa ở hai bạn đó là qua cuộc thi, tự nhiên chúng ta có một cái tình bạn mới, một cái tình anh em mới. Và chúc cho Tài với Phong mỗi ngày sẽ hoàn thiện mình hơn để có thể đi sâu vào vòng trong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định bình chọn của ban giám khảo. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Hai bạn giống như là hai anh em, giống như hai bàn tay, phải gọi là nắm thật là chặt để mà tạo nên cái sự bùng nổ sắp tới ha. Xin chúc mừng, đã có một team từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Cái team này sẽ truyền thêm năng lượng cũng như là cái tình yêu âm nhạc đến cho hai bạn. Hai team từ ca sĩ Cẩm Ly và xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Thì bây giờ đã có bình chọn rồi, anh cũng sẽ bình chọn cho em. Em về rửa nè. Ba team, vậy cùng đến với ca sĩ Huy Thục, chọn hay không chọn? Nửa team. Nó không có chế độ cho đó. Nó không có chế độ nè. Ủa vậy ha? Thưa quý vị, bốn team. Lần nữa xin được chúc mừng hai anh em. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo, mời quý vị. Trên vai ta giọt nước mắt em rơi, hỏng rát con tim ta. Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc. Đôi vai thương lặng nghe tiếng thở than, ta sợ cũng làm ướt lưng em. Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt sau lưng này cũng nghe đi vì gió. Em hay cứ khóc hết những điều dở dàng. Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào. Ta chỉ quý vị. Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Con Gái Ta Thương với phần thể hiện của hai anh em sinh đôi. Em tên gì? Con tên là Trần Yên ạ, mà năm nay là con 23 tuổi ạ. Dạ. Vâng, bạn tiếp theo.
Còn con tên là Trần Đăng ạ, năm nay con 23 tuổi ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế xin phép được đố cô Hiền Thục. Cô Hiền Thục đoán xem ai là anh, là ai là em ạ? Đăng là anh phải không? Đăng là anh. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, vâng. Em lại sáng suốt nữa rồi Khang ơi. Để em công việc chính là gì? Là ca sĩ hả? Em thì ngoài công việc đi hát ra thì hiện tại thì em đang quản lý vận hành quán coffee của cá nhân ạ. À, quán cà phê. Cà phê ạ. Quán coffee. Vâng. Thế còn em? Em cũng vậy ạ. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với lại bốn vị giám khảo. Xin mời anh Nam. Hai anh em thì anh Nam sẽ không đi sâu vào để mà nhận xét từng giọng hát. Vì anh thấy hai anh em hát cũng khá là đồng thanh với nhau, cũng khá là giống giống. Tuy nhiên về cảm quan chung của anh Nam về tiết mục này thì nó cũng chưa thực sự gọi là nổi bật. Nó chưa chạm đến những đỉnh thăng hoa về mặt cảm xúc cho khán giả. Trong tối ngày hôm nay thì hai em chưa thực sự thành công khi mà thể hiện ca khúc này. Cảm ơn anh ạ. Xin mời chị Hiền Thục. Chị muốn là cái bài này nếu như mà tụi em có tiếp tục trình diễn nữa cùng với nhau bài hát này á, thì nó phải tỏ rõ tình cảm là mình yêu thương nồng nàn và da diết, chứ không phải là mình chỉ nói bằng cái lời người con gái ta thương. Nó không sâu sắc, không lắng động, không rõ ràng một chút nào. Em cũng phải đặt nặng vào cái bài hát đó để thể hiện ra là đúng là tôi đang chân thành tỏ rõ cái điều mà tôi thương em. Thục chưa thấy ở trên sân khấu ngày hôm nay cái điều đó, mà chỉ là hai bạn đang hát một bài hát. Đây là một cái sân chơi và các bạn thỏa niềm đam mê cho cái bài hát này. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị ạ. Xin mời ca sĩ Cam Ly. Tụi em hát thì đồng thanh đồng thủ, nhưng có lẽ tụi em chưa diễn đạt ra được cái tinh thần, cái nội dung của bài hát yêu cầu. Cho nên anh Nam và chị Thục chưa có cảm nhận được cái nội dung của bài hát đó thế nào. Cái đó là cái cách mình diễn đạt đau khổ quá hay là yêu da diết quá. Thì đó, ý là chị muốn thấy những cái điều đó nó rõ ràng hơn trong tụi em, thì tụi em chưa làm được. Tụi em sẽ có những cái gì hạnh phúc, những cái tương lai tươi sáng phía trước. Đó là lời chúc của chị đối với em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Minh Vi. Mời anh Bình chọn nha. Chúng ta sẽ cùng đến với bốn vị giám khảo. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chọn hay không chọn? Anh rất tiếc với Văn Đăng và Văn Yên. Chúc hai ông chủ shop cà phê sẽ kinh doanh rực rỡ và thắng lợi. Không chọn. Cảm ơn anh ạ. Ca sĩ Hiền Thục. Chị xin lỗi, cũng không chọn. Không chọn. Ca sĩ Cẩm Ly. Chị sẽ hẹn hai em vào một dịp khác gần nhất. Chị sẽ thấy sự tiến bộ của hai em để quay trở lại với ánh đèn sân khấu. Không chọn. Anh cho chúng tôi biết về cái quyết định của anh là chọn hay không chọn. Thường thì chú đóng vai khó tính trong tất cả bốn giám khảo. Vâng. Chú khuyên thế này, chú cho tụi con một cái để ủng hộ là chú chọn. Chú chọn để ủng hộ tinh thần cho hai đứa. Và khi mình hát, mình bớt cái cảm xúc của riêng mình, cả hai anh em luôn, và mình nhập cái tâm và cái giọng hát mình đóng vai cái nhân vật của bài hát, thì nó sẽ nảy hơn, sẽ lửa hơn một tí. Chứ tụi con đang bị êm đềm. Khi mà cái êm đềm này thì lại không thích hợp với trong các cuộc thi, con hiểu không? Và mong lần sau, một lần nữa chúng ta sẽ gặp nhau và hai đứa sẽ là rất khác cho chú xem nha. Cảm ơn hai đứa. Con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn Đăng Yên. Thôi mình về mình luyện công. Mình tậu ngay một cái sân khấu, mình hát cho khán giả ở quán cà phê mình nghe. Rồi khi nào nội công mình thâm hậu, mình quay trở lại với tuyệt đỉnh song ca những mùa tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, hiện tại thì em cũng đã mở cà phê âm cũng nhạc. Hát với nhau rồi đúng không? Với nhau ạ. Dạ. Con đường bé nhỏ, có những lần hẹn
nơi đó. Thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi. Anh sao xuyên cơn mưa như rơi cố ý, cơn mưa cho ta đứng bên nhau hôn nhau. Sát bên nhau nhé, và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên nhau mãi. Thế thôi, bờ môi nhỏ bé đến như thế, và anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em. Tình yêu bé nhỏ có những dại khờ thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó. Thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi. Anh sao xuyên cơn mưa như rơi cố ý, cơn mưa cho ta đứng bên nhau hôn nhau ý hết. Thế thôi, bờ môi lại sát bên nhau nhé, và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên nhau. Tình yêu nhỏ bé đến như thế, và anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em. Thế thôi. Bé nhỏ có những tình yêu bé nhỏ, có những dại khờ thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó. Thế thôi. Thế thôi. Bờ môi đã sát bên. Và ta bên nhau mãi. Thế thôi. Bờ môi lại sát bên nhau nhé. Và anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em. Thế thôi. Thế thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Thế Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang với cặp đôi fashionista của chúng ta trên sân khấu. Bởi vì cái cách ăn mặc nó quá là dữ dội. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai bạn nhé. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Công Minh, em đến từ Kon Tum. Hiện tại thì em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài đi hát ra thì em còn là quản lý. Thế hôm nay điều gì đã khiến em trở nên lột xác như thế này? Bộ đồ này ở đâu ra? Dạ, bộ đồ này thì em đặt xong rồi em phối lại. Vâng, hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với team lấp lánh. Mời em. Em tên là Lê Đình Long và em đến từ Bình Dương. Năm nay em 21 tuổi. Và công việc hiện tại của em là đều liên quan đến âm nhạc ạ. Xin cảm ơn ạ.
Là em làm gì cụ thể? Hiện tại em đang đi hát tất cả các show. Nếu mà có mời mình là mình đi hết. À tức là thiên về hát đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của ban giám khảo dành cho cặp đôi lấp lánh và lồng lộn này. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Em thấy chị có vẻ hơi lo lắng. Chưa ổn lắm cho nên gì ạ? Không có. Để coi cái áo đen đó anh bận được không? Cái áo nào? Cái áo đen cái áo này anh bận thì anh phải mặc cái áo màu đen trên trong. Chứ anh mặc cái lưới mà cái hộp như thế này là khó lắm. Nó ngứa nữa. Dạ. Cái này chắc hợp với hoàng Việt Nam hơn. Hợp với hoàng Việt Nam. Trời. Hoàng Nhật Nam chưa bao giờ mặc đồ lưới mà lấp lánh đến như vậy. Cô Tư, cổ công nhận cổ đồn thổi như thế nào á. Bữa nay cổ không thương tôi như hồi xưa nữa. Không có, tại vì anh Nam anh đã từng lên sân khấu anh biểu diễn rồi anh hát. Trời ơi máu lửa lắm, y chang vậy luôn đó. Nhưng mà chưa mặc áo lông như vậy. Thì thiếu bộ đồ thôi đó. Bộ đồ dữ dội quá. Dạ đúng rồi. Theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi. Xin mời chị Tư có tiếp tục ạ. Mời chị nhận xét ạ. Chị xin lỗi nha, trong đây ghi em là Minh Hồ. Nhưng hồi nãy em giới thiệu em là không phải Hồ, cái dạ, gì Minh. Công Minh. Vậy bây giờ chị gọi em là Minh Hồ hay Công Minh đây? Dạ, em xin chia sẻ một chút là 2 năm trước thì em đã có gặp cô Cẩm Ly rồi. Nên là em muốn gọi Công Minh để có thể cô nhớ đến em. Cái quan trọng là em đang dùng nghệ danh nào? Dạ, hiện tại thì em đang dùng nghệ danh là Minh Hồ ạ. Thôi vậy để gọi Minh Hồ đi nha. Minh Hồ cho người ta nhớ luôn nha. Ở đây á, thì Minh Hồ hát thì em hát rất là chắc hơn. Em bản lĩnh, em tự tin hơn. Ấn tượng cái lúc ban đầu mà mới bước ra là bắt đầu mà hình như là hai cái cánh tay này nó có cái rua rua gì nó trong cái bóng đêm á, cũng đẹp. Thôi, lắm. Em dơ cái cánh của em lên coi. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Có sự chuẩn bị rất là tốt. Hát thì có máu lửa đó, nhưng mà cái cách hát của Long á nó hơi chạy đều tí xíu ở những cái đoạn đầu. Phải chi em tách câu rồi em hát lúc mà nó thấp á, kỹ một tí xíu nữa thì bài nó sẽ ấn tượng, nó không có dàn đều. Trong khi ở bên đây thì Hồ rất là cá tính. Nhưng mà có một cái chị hơi rối loạn tí xíu là tại vì á, ok phong cách, nhưng tụi em nhoi nguyên một nguyên một bài, tụi em không đứng yên được. Chị nhìn muốn sang chấn trong ly. Tức là chị bị rối loạn tiền đình. Nhưng mà cái đó ok phong cách, nhưng mà không nhất thiết là mình phải nhoi hết nguyên một cái bài vậy. Tụi em đâu có đứng yên, cái chân không yên luôn. Mà nó sẽ tốn hao năng lượng của mình rất là nhiều nha. Hai đứa tụi nó đủ năng lượng để làm. Nhưng mà dù có đủ năng lượng thì em nhoi quá, người ta có lo nhìn mấy cái chân của em không hả? Cho nên là cái đó là mình tiết chế lại thôi. Chủ yếu quan trọng vẫn là giọng hát. Cảm ơn tiết mục của hai đứa. Anh ghi nè, hai đứa có máu lửa. Long có máu nhưng lửa chưa tới. Là sao? Anh bắt được 2 lần anh tính đưa mic lên. Em cảm giác nếu không được quay ra sau lưng, hát không hát ai biết, hiểu không? Và để lộ cho người ta thấy. Về lửa là Minh Hồ. Ok, có Long có luôn. Chưa đủ tự tin để phát huy. Nhưng mà anh khen là tụi em hát bằng cái giọng thật vừa đủ. Chút xíu bình chọn sao? Bạn Hồ ơi, bạn ở nơi khác và đến Sài Gòn để công tác. Dạ, em ở Kon Tum nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Bạn có đi hát hay là đi học gì trước đó không? Dạ, em thì chưa học gì trước đó. Hồi xưa là em học xã hội học của trường Đại học Khoa Huế. Không có tham gia gì hoạt động nhiều. Chị chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tại vì một bên là bạn chỉ ca hát và ca hát, tất cả đều dùng vào ca hát. Còn em thì chị thấy hơi đặc biệt vì là em đi làm một cái ngành nghề khác và cũng chưa bao giờ đi hát, chưa có bao giờ học qua cái trường lớp nào. Nhưng mà giọng của em đúng là kết hợp với bạn thì máu lửa thật. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn Hiền Thục, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ban đầu thì anh gây ấn tượng bởi Đình Long bởi vì là áo chiếu quá, rồi còn tu rua nữa, rồi lại hát đầu, rồi hình thể của em cũng cao to hơn bạn, cho nên là có phần lấn át đó. Thì cái đó cũng là một cái gọi là mình cũng có chiêu để mình có thể gây được cái sự thu hút cho mình. Tuy nhiên thì bạn Minh Hồ cũng không phải vừa, bạn cũng phải kiếm cái áo chiếu bên trong. Nhưng mà bạn Minh Hồ thì tuy thể trạng nhỏ hơn, nhưng mà về sau khi mà xuất hiện vào những cái đoạn mà cần phô diễn á, thì bạn Minh Hồ có những cái đoạn bắn lên cao và những cái đoạn mà gọi là nổi loạn á, trong giọng hát và trong cái cảm xúc á, thì những cái đoạn đó nghe rất rất là đã. Thì anh chúc mừng Minh Hồ. Còn Đình Long thì nếu như có cơ hội mà tiến tiếp cùng với bạn của mình thì em cũng sẽ phải trau dồi và nỗ lực hơn rất là nhiều. Mình đã có những cái lợi thế của mình như anh đã kể trên rồi. Thì giờ mình cố gắng mình tập luyện thêm về cái phần giọng hát và cái bản lĩnh sân khấu để
có thể cùng với bạn mình có một cái mức năng lượng ngang bằng để mình có thể cộng hưởng, để không có bị lép quá khi đặt bên cạnh bạn. Chúc mừng cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của các vị giám khảo, chọn hay không chọn. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chưa thể là đạt được điểm 10, nhưng mà có thể cho các em một cơ hội. Một chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Hai chọn. Hai chọn. Ca sĩ Cẩm Ly. Ba chọn. Ba chọn. Xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Anh neo lại vì Long, Hồ. Ok. Tiết mục này em làm tốt, còn Long chỉ vì vài cái phần chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà nếu nắm 4 chọn luôn thì sẽ không hợp lý cho tất cả các bạn trước nha. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Xin được chúc mừng Long và Hồ, hai bạn đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Tôi giống công gia chàng cay đắng nhiều niềm
giống thông gia trang cài đắng nhiều niềm riêng. Người ơi, trời đất xa, trời đất xa, người vui, người vui, bao người cùng ai, còn tôi giờ đây sẽ gác biệt đông, tôi xây biệt bao lâu đài nhưng sống còn tôi giờ đây sẽ gác biển đông, tôi xây biết bao lâu đài những sống nào vui trôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với anh Phước Tài và anh Thanh Phong. Hai người đã thể hiện ca khúc Dã Tràng Biển Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ nhận xét của ban giám khảo trên tiết mục này. Xin được mời nhạc sĩ Minh Vi, người đã sáng tác ca khúc Dã Tràng Biển Đông. Mời anh. Cho anh xin nhạc dễ thương đi. Trời ơi, nghe nhạc dễ thương nắm tay. Dạ cho bớt rung anh. Ở lần đầu thi á, Phong là người đi rước em. Dạ đúng ạ. Ở lần này Tài là người đi rước Phong. Ủa? Dạ đúng ạ. Tại sao? Thì này may mắn là hai bạn đều có hai chiếc xe Honda để đi. Nhưng mà lên tới gần thành phố đúng không? Thì Tài, Phong đã gửi xe lại cho các anh cảnh sát giao thông. Tài lại là người tài xế đưa Phong đi thi. Thì anh không biết lần sau là ai sẽ rước hai đứa. Anh nói thẳng luôn, hơn ai hết, anh thương tụi em nhất. Cảm ơn. Anh thấy cái niềm đam mê của hai đứa, nhưng cũng phải công bằng cho thí sinh. Cái này không biết sau vòng này hai đứa bị áp lực nặng quá, rồi lại tập nhiều quá. Hôm nay bị khang tiếng nhất là Phong. Có những chỗ đoạn đầu Tài bị chênh phô nhẹ, những chỗ thấp của Phong cũng bị chênh phô nhẹ thôi, không nhiều, nhưng anh nghe được. Ngoài ra thì anh vẫn thấy được cái niềm đam mê của tụi em. Hát vẫn có cảm xúc, vẫn là hai chú giả tràng trên biển, một chú hơi gầy và một chú hơi tròn, bổ sung với nhau để xe những viên cát để tìm tình yêu trở lại. Anh xin cảm ơn hết. Cảm ơn chia sẻ thêm Minh Vi. Ở đây Ly cũng có ghi rất rõ nè, có lẽ tập nhiều nên cái giọng có vẻ hơi bị rè. Chứ thật sự là lần trước Ly nhớ là Ly có lời khen đối với Phong nhiều hơn là anh Tài. Nhưng ngược lại, trong lần này giọng Tài lại nghe rõ, nghe tình cảm và đặt để vào trong bài hát này nhiều hơn. Và tâm trạng ảnh diễn nó rất là ra. Có lẽ là do Phong nhiều khi biết là cái giọng của mình đang có vấn đề, cho nên là mình càng tập trung, mình sợ thì nó lại càng lại không tốt. Và cái gương mặt mình nó cũng không được thoải mái cho lắm so với Tài. Tuy rằng con mình có một vài độ chỗ giống như anh nói, nó hơi chênh, tại vì có vẻ như là sức khỏe không được ổn, mình tập nhiều quá nó không còn được ổn, cho nên là nó không có giữ được cái thăng bằng trong cái giọng của mình khi mình hát ra. Chứ thật sự ra cái đam mê thì nhìn thấy có đó, nhưng mà một cái Ly xúc động nữa đó là lúc trước là một kỷ niệm, đợt trước là một kỷ niệm, một kỷ niệm, và nó đã gắn kết hai người thành một cái tình bạn. Mà Ly nói là Ly cảm thấy là biết đâu qua cuộc thi chúng ta lại có những cái mối quan hệ khác, mà Ly chắc chắn là nó sẽ bền lâu sau này. Thì hôm nay lại nghe kể lại lại thêm một kỷ niệm khác nữa, là lại chở nhau chở qua cả chở lại như thế. Rồi khi mà nói về vấn đề hai anh em thì tự nhiên lại nắm tay thế này, mình cảm giác là cái tình cảm càng ngày nó càng keo sơn gắn bó hơn. Mình cảm thấy nó đẹp và mình cảm thực sự cảm thấy xúc động. Dù cho mình có đi tiếp hay mình ở lại một lần nữa, Ly cũng rất là mong mối quan hệ anh em của mình qua cái cuộc thi này mình tìm được cái tiếng nói chung trong cái niềm đam mê và cả những cái mối quan hệ tốt đẹp như thế này. Sau này không phải cỡ điên hai người mà cả biết đâu cả hai gia đình, rồi biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại ngồi xuôi với nhau thì làm sao? Ngồi xuôi luôn á hả? Thì mình, thì đó, bởi vì mình muốn cho cái sự keo sơn nó dài đến như thế. Hai anh Phước Tài và Thanh Phong trình diễn thì thấy rất là dễ thương. Do là có một cái tình bạn, gọi là một cái duyên khi mà gặp nhau, một cái tình bằng hữu khi đến với cuộc thi này. Mình cứ thấy có một cái gì đó nó gắn kết với nhau trong tình bạn. Cho nên là lúc lên sân khấu, chúng ta cũng thấy được là cả Phước Tài và Thanh Phong đều rất là đồng điệu trên sân khấu. Phần này thì những cái điểm yếu, những cái nhỏ nhỏ
cần khắc phục. Anh Minh Vy đã góp ý. Còn về phần cảm xúc của anh Hoàng Trạng Nam thì anh lắng nghe bài này với tâm thế là một cái bài hát rất dễ thương, trữ tình, và chúc cho cái tình bạn này nó sẽ vững bền. Chúc mừng hai anh em. Dạ em cảm ơn anh. Thực thì thấy cái đoạn sau khá là ồn. Có vẻ là cái bài này khúc lên sau cái quãng nó hơi cao, mà cái chánh nó là giọng của hai anh nó lại mỏng, nó mỏng mà nó phải lên cao quá, cái nó lên phần hơi the thé ở phía trên á, mà hai người cộng lại hát rất là to cho nên là nó hơi ồn, chỉ có như vậy thôi. Còn cái phần hơi chênh vênh, hơi phô một chút thì anh Minh Vy đã nói rồi, còn lại thì tình cảm thì rất là ngọt ngào. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn Thục. Cảm ơn chị. Tôi lại nghĩ đó là ưu điểm đó. Vậy hả anh? Tại vì hát như vậy Thục mới không xếp thuyền nữa, chứ không là lại tiếp tục xếp thuyền nữa. Nhiều khi mình có một binh đoàn thiền sao, đúng không quý vị? Rõ ràng rất tập trung nghe hai anh truyền tải được câu chuyện giả tràng Biển Đông. Em rất là cảm ơn chương trình đã cho em một cơ hội được đứng tại nơi đây, được nhận những lời nhận xét rất là chân thành, rất là đáng quý của các anh chị ban giám khảo. Một lần nữa em rất là cảm ơn ạ. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Và nếu mà có về quê thì vẫn tiếp tục phát huy cái niềm đam mê của mình nha, đừng dừng lại. Vâng, cảm ơn hai anh. Sáu năm nay mà nó
thể hiểu. Ôi câu ca răng dần mà thương mà ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió lòng vẫn ấm với sân trôi, cùng chỉ để xin được chúc mừng An Phương và Tuệ Trinh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Giận Mà Thương. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Nghe cái nhạc lên là chị đã mê mẩn rồi. Chị thích những cái dòng nhạc này vô cùng luôn á. Và cái bài này, tại vì ngày xưa chị có thí sinh hát cái bài này này, chị rất là thích. Bây giờ tự nhiên nghe lại nó đã gì đâu á. Ở đây giọng hai em đó tương đối ổn đó, nhưng mà Phương phải cẩn thận hơn khi mà mình hát đôi nha. Nãy giờ bị lọt 2-3 lần nha em, đúng không? Tại vì Trinh có vẻ là chắc hơn nhiều, cho nên là Phương phải cẩn thận khi mình hát đôi. Cái lúc mà nắm tay chút xíu, lúc mà tụi em xoay ấy, chị cũng hơi sợ là tụi em hơi bị loạn choạng, cái tay đi căng quá buông không kịp, cái là Trinh muốn loạn choạng rồi mém té luôn, phải không? Rất là nguy hiểm. Phương phải tự tin hơn nữa. Vòng trước là đã nói rồi, Trinh sẽ dìu dắt em và chúng ta cùng ở một phòng, mà lúc đó Trinh đã bắt đầu đã đặt niềm tin vào em rồi, thì em phải tự tin vào bản thân mình để mình cùng với bạn, để mình nó đừng có cái sự chênh lệch với nhau nhiều, hiểu không? Phương hôm nay lúc đầu cũng có vẻ rụt rè lắm. Em tự tin vào cái giọng hát và cái trình diễn của mình theo bạn là em sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ đồng điệu hơn. Làm gì mà nhát dữ vậy? Anh Khang anh hiền khô hả? Anh đứng vậy thôi, anh có làm gì đâu, hiền lắm. Nhiều khi em nó sợ đó. Ủa, chị, nhưng mà lúc mà các bạn hát em đâu có bay lên sân khấu đâu. Không có, nhìn xuống thấy em dưới cũng sợ nữa. À, là lỗi của em. À, lỗi Mốt của lần em. Sau em nghĩ là mình làm một cái phong màn che em lại đi, để đừng em đừng xuất hiện nữa. Chỉ thông qua một tình huống vừa rồi đã thấy phụ nữ là cũng có rất nhiều điều vô lý. Phụ nữ họ thương thì họ ngắt nhéo chút xíu, mình ngồi không mình cũng bị dính à. Đó. Nhưng em chấp nhận quen rồi anh Nam. Anh đó. Đừng bảo vệ em nữa, em quen với cái chuyện đó rồi. Muốn phụ nữ họ ngắt nghéo tí xíu, họ còn quan tâm, hay là muốn là họ quăng cục lơ luôn? Thôi cũng cứ ngắt nghéo với cũng cứ vô lý một chút xíu thì cũng được. Nhắc nhận sự vô lý của phụ nữ mà, phải không? Còn nếu không thôi quăng cục lơ coi như mình không quen biết ha. Ha ha. Nhưng mà cái câu kết cuối cùng tụi em bị có hơi bị lật chọt tí xíu về cái đồng âm, nhưng mà cái kết cũng may là nó dính rất ăn sam với nhau. Chị chúc mừng tiết mục này của hai đứa. Cảm ơn chị nhớ là hai đứa nói là hai đứa về nhà ở chung với nhau phải không? Dạ vâng ạ. À, khi hai ta về một nhà, về một nhà. Em được về chung một nhà. Dễ thương. Khi mà coi cái tiết mục này á, nó toát lên cái sự dễ thương, hài hòa, dịu dàng. Khi mà nhận xét sâu á, thì là chị Cẩm Ly đã nói rồi, có một chút xíu lọt trọt thôi, cũng không có đáng là cái gì lắm. Nhưng mà chị mong rằng là khi mà tụi em mặc áo dài đó, thì mấy cái đôi giày nó phải cẩn thận chút xíu. Tại vì cái này là Thục đã bị rồi nha. Khi mà mang giày cao gót ở trên sân khấu, khi mà nó bị lật cái chân á, là lâu lành lắm. Phải 3 tháng khi mà lật sơ mi nó trật cái chân á, là tụi em mới có thể lành lặn mà đi đứng được. Cho nên cực kỳ cẩn thận. Tại vì Thục biết là khi mà áo dài là cái đôi guốc của mình nó phải cao thì nó mới uyển chuyển, nó mới đẹp được. Và cộng thêm là mình còn phải vũ đạo, còn phải đi tới đi lui nữa, rất là cực. Cho nên là cực kỳ cẩn thận khi mà tụi em mang giày cao gót ha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hiền Thục. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Nghe những cái giai điệu này làm tôi nhớ đến những cái lần mà mình dàn dựng những chương trình ở những tỉnh thành ở phía Bắc. Nghe những cái câu hò ví dặm, những cái điệu dân ca này, thấy cái đời sống của người dân có những cái câu ca dân gian này kia rất là dễ thương. Và thấy cũng dễ thương ha, có nghĩa rằng là cái tên thôi, giận mà thương. Giận mà thương. Nó giống như nó không phải là như vậy. Đó, giận. Giận càng giận mà thương. Càng giận càng nhưng mà lại đó. Càng thương. Các cái phần hát và diễn, những cái điểm mà ưu thế đã được khen rồi. Chỉ có điều là anh Nam dặn
cái điều ngày hôm qua là mình giữ khoảng cách nó bị quá xa. Hai em hôm nay vẫn say sưa quá, nhớ không? Mình vẫn nên thu hẹp khoảng cách lại một chút. Do là đứng quá xa cho nên là cái đoạn các em phải đi lại rất xa, rồi níu tay nhau, rồi lúc lại đi lại là đi xa, rồi lại với nữa để làm cái gì, rồi lại bị chông chênh. Đó, thì hãy rút kinh nghiệm ở những cái bước di chuyển mình nghĩ là rất đơn giản thôi, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý và nó ảnh hưởng đến cái cột hơi của mình xử lý những cái câu quan trọng. Đó, thì hãy lưu ý những cái phần này. Hết cái phỏng vấn này thì hai đứa nói tiếng quê mình nha. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ muốn nghe nhạc dễ thương hay hồi hộp? Dạ dễ thương ạ. Rồi, khỏi mở nha cưng. Hai đứa hát không đồng điệu. Chỉ một chỗ thôi. Nguyên một bài rất đồng điệu. Ở đây cái phần diễn của tụi em anh lại nghĩ một kiểu khác. Thực ra tụi em không cần di chuyển nhiều, tụi em đứng ở một chỗ rất ít di chuyển, nhưng anh thấy được cái cách diễn xuất. Và bây giờ anh vẫn nói là rất khó hát đồng điệu như hai đứa, tập cũng nhiều lắm. Tuy hôm nay Phương có bị chênh vênh một chỗ, một chỗ trên vai, còn những chỗ kia không đáng kể, anh không nói. Nhưng hai đứa vẫn làm cho anh thấy cái sự đồng điệu và sự cố gắng của hai đứa anh vẫn thấy. Tại vì anh bấm cái tim ở đây không có được, thôi anh bấm cho hai đứa một mình anh, cá nhân của anh. Em cảm ơn anh ạ. Hành động rất cute tè của anh Minh Vi. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Hy vọng là tụi em sẽ có cơ hội bước tiếp vào vòng trong ha. Một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn. Cô ba, tôi thương, tôi nhớ, tôi buồn. Chiều nào tôi cũng ra cái bờ sông này nè, tôi đợi cô ba về. Cô ba ơi. Anh hai à, người ta đi rồi á, anh có trông có ngóng á thì cũng vậy thôi à. Có thương có nhớ thì người ta cũng đâu quay về bên anh đâu. Nắng vàng trôi theo con nước, tóc ai dài tôi nhớ tôi thương. Gió về Tiền Giang thương nhà, nụ cười duyên đôi mãi. Lỡ mai này ta chung bước, cô ba đừng nghe thẹn à nghiên. Lỡ mai này sẽ tơ tóc, cô ba là dấu hiệu. Nói thiệt đây tôi không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đêm tương tư. Lỡ mai này không chung bước, cô ba về qua nhà người ta. Lỡ mai này tôi không thấy, tôi sẽ buồn âu sầu mình. Lòng sao hỡi em, dù không qua cơn đôi thuyền rồng qua bên sông, cô ba đang buồn rồi người ơi. Hầm gọi trên bên sông, một người tan giấc mơ, hỏi rằng con nước trong. Lỡ mai này, lỡ mai này, người về nơi bên sông. Cuộc đời vẫn luôn sao, cô ba về nơi già giàu xa. Duyên tình tôi trai ngang, giờ buồn trên bên sông. Dòng Tiền Giang sóng xô, lỡ mai này còn gọi hai tiếng cô ba. Thank you.
Ba đi rồi, đừng buồn nữa, mình còn cô Tư mà. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Trắc Long cùng với lại Khắc Tùng, viết tiếp câu chuyện cô Ba Vĩnh Long. Thì cuối cùng cô Ba vẫn đi lấy chồng, thuyền rồng vẫn chờ bên sông. Chỉ tiếc một điều là lần nào cũng vậy, Khắc Tùng luôn là người đưa thư và cả hai lần cô Ba đều đi lấy chồng. Thiết nghĩ chúng ta nên đổi Khắc Tùng để không nhận được cái lá thư của cô Ba nữa. Tôi nghĩ là ngay bây giờ chúng ta nên loại Khắc Tùng luôn. Để chúng ta chọn một cái tội đưa thư á hả? Đúng, chúng ta chọn một cô Ba từ một đội bạn khác. Ghép với Jack Long kể từ bây giờ luôn. Anh Nam nhanh vậy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cô Tư. Cô Tư, thưa quý vị, cô Tư là em của cô Ba. Vâng. Nhưng mà cô Tư biết rất rõ về gia cảnh của cô Ba thì cô Tư có khuyên gì không ạ? Lần trước chị đã nói là chị cũng thích giọng của hai em. Đặc biệt là đối với giọng của cô Tùng, nó rất là mượt mà, êm dịu và êm hát cái dòng nhạc này nữa. Nó rất là hay. Long á, em có giọng đặc biệt là có sắc nữa, có hình thể tất cả mọi thứ. Nhưng bị cứng về diễn xuất. Lúc đầu chị hơi bị khẩn. Lúc cái đoạn đầu em đi á, chị nói trời ơi, nó đau khổ, nhưng sao đi giống robot quá. Nhưng mà càng về sau, cái lúc mà gian tấu, khi mà Tùng đưa cái bức thư cho em đọc, thì chị nhìn trên cái sắc mặt của em, có đặt để vào nhân vật. Và sau đó em cầm bức thư và em hát. Và kể từ lúc đó, về phần hát cũng như phần diễn của em ok. Trong cái cách hát của em đã tốt hơn so với lần trước về một số điểm. Nhưng cố gắng mượt cái giọng, làm cho nó bo lại, cho nó mượt cái giọng một tí xíu, đừng có vuông vút quá. Với lại đừng có làm cho người ta hết hồn. Lâu lâu em lại bắn mạnh quá, cái nó không có cái độ mềm như Tùng ha. Tùng hôm nay chị hơi khó chịu một tí xíu. Cái này em kể chuyện mà, như là mình kể chuyện thôi. Cho nên đừng có cái gì mà nó căng thẳng trong câu hát của mình là nghe nó không có đã. Chị để ý lúc trước gian tấu em hát chữ giấc mơ và bến sông á. Chị nghe em hát chị cũng biết, và khi chị nhìn khẩu hình em là em hát chữ giấc mơ. Xong em làm như thì em ghim cái chữ nó lại, nó không đẹp
mấy phần sau thì em mở khẩu hình ra, em hát nó rất là đầy thì nó sẽ hay hơn nữa. Em diễn thì khỏi nói, chị không nói nữa. Nhưng có một điểm chị muốn hỏi thay chị Thục là khúc cuối em gục đầu vào anh hai, là em đang khóc hay đang cười mà vai em rung rinh thế nhỉ? Dạ có một chút xúc động. Chị không nhìn thấy nhưng chị nói là không, cái đó là khóc. Nhưng chị Thục nói trời ơi gục đầu vô hết bài, gục đầu vô cười quá trời rung rinh luôn. Vậy là Thục sai. Chị nói là nói xúc động. Xúc động. Thật ra là mắc khó lắm á. Khi mà mình diễn trên sân khấu vậy mà mình kết vai cái là mình mắc cười liền. Mình không thể nào mà tử tế được. Chị thật sự tưởng là em mắc cười cái thằng anh hai đúng không? Em tưởng tượng ra đi, đứng ở bên sông xong rồi nó kêu cô ba, cô ba, rồi quá chừng sợ luôn. Chị tưởng em cười khúc đó thôi. Anh này anh đau vì đau xót vì mất cô ba, nhưng mà ông Tùng ông cũng đau xót y chang như ông mất cô ba, có nghĩa là cái cảm xúc lòng đặt để vào trong đó. Cái lỗi này là tuần trước đã gặp rồi. Vâng, anh Nam chính là người nhắc. Ổng buồn mà ổng còn gập bụng xuống nữa, ổng còn đau. Thấy chưa, gì là đâu phải là chị tuần, là tuần trước đó. Em có bị đau khổ mà còn đau khổ nhiều hơn ông anh hai nữa. Anh hai. Em là tái phạm cái lỗi cũ. Có nghĩa là mình để cho cái cảm xúc của mình nó bị cuốn theo. Cho nên là cái gục đầu vào vai ông anh hai để khóc lúc nãy là không đáng có. Lúc mà nghe cô ba thì anh vẫn thấy rằng là bổn cũ soạn lại cũng là tuần trước thôi. Nhưng mà với cái sáng tác này của nhạc sĩ Minh Vy thì các em lại kể một câu chuyện thêm một cái diễn tiến về mặt không gian, thời gian tiếp nối tiếp. Lần này hai em diễn sâu hơn. Khắc Tùng thì anh thích về cái cách hát, mọi thứ em kiểm soát tốt. Những cái ngân rung rồi những cái độ mùi mẫn trong giọng hát đó là em có. Khắc Tùng đã vẽ nên cái bến sông và cái nhân vật của cái người anh hai là Giác Long đó, mới bắt đầu bước đi rất là thoải mái và thênh thang để mình buồn trong cái không gian đó. Mà những cái đoạn mà thủ thỉ tâm tình rồi sau đó dứt một cái câu cuối cùng rất ư là mùi, để em thét lên một cái tiếng thét giữa bến sông là cô ba đó, là đã mọi thứ đã bày biện sẵn rồi, rất là tuyệt vời rồi. Cho nên là Khắc Tùng xứng đáng được nhận nhiều lời khen trong cái phần bày biện. Giác Long hôm nay thì cũng làm tốt hơn, nhưng mà thực sự là Giác Long cũng cần phải học và phải luyện tập thêm về thanh nhạc rất nhiều. Mình đã có chất giọng rồi, cho nên là giờ mình phải sử dụng cái giọng hát đó như thế nào thành một cái thứ vũ khí cho nó đúng ý của mình. Chắc là cái phần này Khắc Tùng chia sẻ thêm kinh nghiệm cho Giác Long nhiều hơn thì hai anh em nó mới có cái độ gọi là ăn sam kết dính nó nhiều hơn, nó sẽ đã hơn. Nhưng mà anh nghĩ là cái câu chuyện này nó rất là thú vị. Xin cảm ơn anh. Nói thì công bằng cho thí sinh, ở đây nói tốt rồi anh phải nói về tụi em khuyết điểm. Nửa bài đầu Long chưa tốt chứ không phải là không tốt nha, vì em đang thiếu cái phần tự tin. Nửa bài sau rất ok, anh khen là em không có chưa học diễn xuất nhưng cái lời thoại của em nó thật. Còn về phần của Tùng, anh gạch dưới, em rất bản lĩnh nhưng đôi khi cái bản lĩnh đó cũng hại em. Có những chỗ em phá, em hát sai nhịp của anh luôn, em hát sai nhịp luôn, em muốn vào trước em muốn vào sau, nhưng vì em bản lĩnh nên cái trường hơi của em tốt, em kéo lê ra nó đủ nhịp nên em mới rớt xuống, hoặc là em kéo sớm nhịp lên rớt xuống. Hơn ai hết bài của anh nên anh nghe được. Anh có khen em nhưng anh cũng phải nói cái khuyết điểm đó, nhớ khắc phục. Và khẩu hình mình mở ra một tí. Còn hai đứa là anh tin là cái câu chuyện cô ba này là hai đứa kể là có thật. Xin chúc mừng hai đứa. Em cảm ơn anh. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Cô lái đò ơi, cô lái đò ơi. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm, nhà cô Thương ở Bến Hạ ở đâu vậy cô? Anh là ai mà anh tìm nhà cô Thương có gì không? Tôi tìm người quen mà. Anh là... Thương. Thương. Chuyện tình đôi ta suốt nẻo đường tình, chuyện tình ngày xưa anh trách ai hững hờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn. Tìm ở đâu ánh mắt xanh
nào có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình. Sao tình duyên lắm phũ phàng nụ cười trên môi hay lệ sau hoen mi không cho đời mình sao còn nhiều trái ngang. Tình cờ chim bao nay thuyền xa bến đỗ chia ly nào hay ai biết được tình tình hợp tan như sóng xô dạt bờ. Xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình. Sao tình duyên lắm phũ phàng nụ cười trên môi hay lệ sau hoen. Còn nhiều trái ngang. Tình tơ chim bao nay thuyền xa bến đỗ. Anh ơi con đường xưa xa quấn neo hẹn hò. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ. Xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ. Xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Tình đơn trôi về đâu. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi Quỳnh Vy và Đăng Nguyên trong một ca khúc Thuyền xa bến đỗ, rất là ngọt ngào đúng không ạ? Anh thấy em vẫn còn căng thẳng Quỳnh Vy nha. Căng thẳng. Chị thấy em vẫn bồi hồi, chị biết là cảm xúc em nó đang vẫn còn. Mà chị không nghĩ là em nén như thế, em cố nén. Em không dám khóc. Sao không dám khóc? Em sợ em khóc em bị nghẹn hát không được. Mà sao hát bài này mà bị khóc? Có nghĩ đến chuyện gì không? Dạ em tưởng tượng. Chị rất là nể Quỳnh Vy luôn á. Vì khi mà em hát á, Em nén lại cái cảm xúc được mà em không bật khóc. Tài vô cùng luôn. Mà để đến cái cuối bài á, thì cái cảm xúc nó vẫn còn dâng tràn như vậy. Em không thoát ra khỏi được cái bài đó. Em cực kỳ giỏi luôn á. Phải rất là có bản lĩnh mà vừa lại có rất là nhiều tình cảm ở trong cái đó thì mình mới làm được. Người dễ khóc thì đúng là như em nói, khi mà mình khóc thì là khó hát lắm. Cũng khó có thể chuyển tải được cái bài hát đến cho khán giả. Người ta không có nghe được cái gì ngoài cái chuyện mình khóc. Một người hay khóc cho hay. Em cảm ơn chị. Mà sao lúc đó đó, đến gần cuối rồi á, em không cho bùng cảm xúc lên luôn, để những cái dòng lệ cứ rơi, để mình có một cái kết á, cho nó đông đầy luôn. Dạ khúc đó nó không ra được anh ạ.
cái chỗ muốn chưa? Lúc muốn ra thì nó lại nén rồi, lúc đó muốn rớt nước mắt thì nó không có rớt được. Khó em ha. Lúc đầu á, em ra em đứng á, em có nhìn xuống đây, thế là em cười. Chị hơi thoáng sợ một tí xíu. Tại sao em lại cười? Chị sợ là em phải đặt vào bài hát là em bị phân tâm. Nhưng không, nhạc lên em vào nhân vật ngay. Cô bé này hát nghe dễ chịu vô cùng. Em hát rõ ràng, mộc mạc. Chị rất là thích cái phần hát và phần diễn của em. Nhẹ nhàng, êm ái nhưng len lỏi vào trong tâm hồn của người nghe, người đối diện. Nói về Nguyên, ở đây chị cười. Chị cười là biết sao không? Chị vui. Tại vì thật sự ra lần trước chị có nhắc Nguyên gì nhớ không? Dạ hát, em hát không có mở khẩu hình. Hoàn toàn em khắc phục được cái nhược điểm đó. Rõ từng lời luôn, nghe rất rõ và nghe nó rất là mộc. Cái cách diễn của em hôm nay cũng vậy. Nó ăn xăm vào cái bài hát đó. Về cái tâm trạng nó rất là hay. Chị rất là vui, vui vì cái sự tiến bộ của mấy em qua từng vòng. Nếu mà khắc phục được những cái nhược điểm của mình. Chỉ có một chi tiết. Lúc đầu á, Vi ra Vi đứng, Vi là cô lái đò phải không? Vi đứng đây và khi Nguyên đi ra, Nguyên gọi đò. Chị chỉ thắc mắc là cái hướng đứng thôi. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm, nhà cô Thương ở Bến Hạ ở đâu vậy cô? Anh là ai mà anh tìm nhà cô Thương có gì không? Tôi tìm người quen mà. Giống như là cổ đang bận rộn cho cái công việc gì đó đó, cho nên là cổ chỉ trả lời theo cái phép lịch sự vậy thôi. Chứ không có phải là quay lại và nhìn cái người kia là ai. Cho đến khi là cái người kia tiến lại gần thì lúc đó mới quay lại để mà nhìn mà bắt đầu tiếp cái câu chuyện. Đó, cho nên là lúc đó thì mới nhận ra và đánh rơi chiếc nón. Đó thì nó cũng là cái hợp lý. Mình hơi thắc mắc là giống như là cái đò nó chèo như thế này, đi theo hướng này, mà cái người gọi này sau lưng nè. Nhưng mà cô ấy không có nói chuyện mà cô ấy không có nhìn. Cho nên là Ly nghĩ là chắc là Nam muốn là để cho đừng thấy mặt nhau để bất ngờ. Nhưng mà nó cũng có một cái cách khác, là cũng như cũng thấy được á, cũng coi cho ngầm mặt đối diện nhau. Nhưng mà đò nó ở xa, tức là đò từ xa gọi với thôi, cô lấy đò ơi vậy đó. Cô lấy đò này mắt tinh lắm, cho nên là nhìn xa là thấy liền. Có nghĩa là nếu mà mắt cận thì ok, còn nếu mà không cận là nhìn thấy sao. Đạo diễn đã cho việc sub cho đó rồi thì ok. Tại cô mắt tinh tường quá. Không Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đăng Nguyên với Quỳnh Vi á, hôm nay diễn giống như hai cái người dân trong đời thường, chứ không phải là hai ca sĩ trên một cái sân khấu. Cái sự mộc mạc á, trong cách diễn nó cho cái cảm giác của người xem như vậy. Những cái dáng vẻ khúm núm, gọi là nhọc nhằn bên cái chiếc nón lá, những cái tâm trạng bẽ bàng, những cái đó nó rất là khẽ khàng và từng chi tiết nó nhỏ thôi. Bước qua, đánh rơi, rồi lượm, rồi đưa, cầm những cái chiếc khăn tay, xong rồi giấu vội, từng thứ vậy thôi. Nó vừa phải, nó tạo một cái sự xót xa cho người xem, cho một cái chuyện tình. Thì hai em đã diễn, kể cả hình thể, kể cả cảm xúc, kể cả những cái câu hát, tất cả đều rất là hòa hợp. Thì đó là một cái điều rất là thành công. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Trong lúc tập á, Nguyên hay nói với anh là: anh, lỡ như tụi em có vào, cho bé Vi nát cây lương, phải không? Thì thôi hát câu cây lương đi. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Nếu vào vòng trong thì em sẽ yêu cầu Nguyên hát cái gì? Anh Nguyên cũng có hát được cải lương nhưng mà chút xíu à. Chút xíu à. Chút xíu à hả? Chút xíu thì đừng nên. Tụi em nha. Có làm một cái ca cảnh cũng nổi tiếng là Chuyện Tình Lan và Điệp. Trọng tay cho Quỳnh Vi và Đăng Nguyên. Cảm ơn hai bạn. Thank you.
Dễ thương. Cô giám thị đã thấy tụi em rồi. Thầy giám thị hay cô giám thị? Cô giám thị đứng đằng kia kìa. Không thấy, thấy thầy giám thị lên thôi à. À không, em là bạn của Minh Khôi. Không nên. Thầy giáo thì được, đừng làm bạn kỳ lắm. Không chị thì thật ra tụi em học mình đừng lớp. Phá nát cái khung trời mộng mơ của tuổi học trò nha. Ok, thôi mọi người cứ ganh tị với sự trẻ của em. Nay cậu. Mình thấy cậu đáng yêu đấy. Mình cảm ơn bạn. Cậu có cái nét tinh nghịch dễ thương. Nhưng mà cậu biết không, có một cái chi tiết làm tớ cười sặc sụa phía bên dưới. Cậu biết là chi tiết nào không? Đó là chi tiết mà cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh cô gái. Cậu giật cái cặp mình tưởng ăn cướp đó. Nhưng rất dễ thương, rất đáng yêu.
Bạn nữ lần sau bạn đừng nhẹ dạ cả tin nha. Dạ. Giật lại cái cặp, biết đâu trong đó mất là không đi học được đâu. Ok bạn. Ok, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các thầy cô của trong trường. Mời cô Tư. Dạ. Cô mê quá chịu không nổi. Cô hỏi đi, cô cười tủm tỉm miết à. Trời ơi, thiệt tình á. Cô nhớ là đợt trước á, cô có nói rằng năng lượng của hai em á rất là mạnh luôn. Và đặc biệt á là có nhắn nhủ một lời đối với Mỹ Tuyên, phải không? Nhớ mà lúc mà nói là khi mà bạn hát là bè phải bớt lại, đừng có quá, phải không? Nhớ không? Thì bữa nay biết tiết chế rất nhiều. Đấy, đó là nói là có nhớ bài, phải không? Bằng Khôi, cô dùng từ là ống lụ khụ như ông cụ vậy đó. Nhưng mà nó rất là dễ thương, nó có một cái gì rất là đáng yêu. Thì hôm nay nó còn đáng yêu gấp mấy lần luôn á. Lúc mà bạn chạy từ xe đạp mà từ đây mà vòng ở bên kia kìa. Nói chung mà từng cử chỉ, nó vẫn là, chị vẫn nói nha, nó lù khù nhưng mà nó rất là dễ thương, nó rất là thật. Nó đẹp lắm, rồi lấy bông, rồi khều khều, rồi tất cả mọi thứ nó rất là đáng yêu luôn. Và cái mặt nó tươi, nó rạng ngời lên. Và đặc biệt là bữa nay hát rất là hay, chuyển giọng liên tục ha, chuyển giọng rất là mượt luôn nha. Em chuyển giọng từ thật qua giọng gió, em chuyển rất những cái đoạn cao nhưng rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, rất là học sinh luôn. Và bắt đầu chuyển tông nữa. Và đặc biệt cô bé này hôm nay hát cái bè rất là khó nha. Tụi em rất là bản lĩnh và rất là hay, rất là dễ thương, và làm cho chị sống lại cái hội học trò nó quá là đẹp đi. Hy vọng nếu mà tất cả mọi người đều đồng thuận á, mà tụi em được đi vào, chị rất là muốn coi một cái khía cạnh khác nữa. Bữa trước là bùng nổ, hay dễ thương bùng nổ, hôm nay thì rất là đáng yêu. Nhưng mà giá như Tuyên ơi, em nũng nịu e ấp tí xíu nữa dễ thương, tại vì anh này anh cua anh đáng yêu quá. Nói chung là chị thích tiết mục này quá đi. Chúc mừng hai đứa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cô Huyền Thục. Lâu lắm rồi chị mới thấy một cái bài mà nó tươi mới, nó hân hoan như vậy. Mà khúc mà tụi em đi ra nó cu te mà cá tính lắm. Mà chị sợ nhất là gì biết không? Khi mà em chạy cái xe đạp ra đó, đến lúc mà gần hát em gạt cái trống nó không xuống. Trời ơi chị sợ quá. Chị sợ là em ngã cái xe em hát luôn. Tại vì chị thấy em gạt mấy lần rồi nó không xuống. Đối với ai chứ đối với em, chị nghĩ là nếu mà nhạc tới mà em gạt không có chống, chị bảo đảm là em sẽ cho cái xe nằm xuống để em hát đó, thôi. Em sợ, có thể xử lý được hết. Em sợ cái khúc mà nó nằm cái chiếc xe xuống á. Không sao hết. Xe của ban tổ chức em có thể là để cái rầm xuống cũng được, sao hết. Có cơ hội cho nhà sản xuất mua xe mới em, chứ để xe cũ quá. Xe mới nó không dễ thương bằng xe cũ. À, thế còn với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, nó khiến cho anh có bồi hồi cái thời anh đi học không? Hoàng Nhật Nam thú thật là hồi trước, hồi cấp 3 là không có được giống như Minh Khôi đâu. Tức là cũng thích những cái người bạn gái nhưng mà không dám thổ lộ một cách gọi là mạnh mẽ như thế này. Hôm nay anh thấy rằng là cái phần diễn và phần ca của cả hai em đều rất là vừa vặn, đều rất là đông đầy, rất là dễ thương. Nhưng mà có một cái chi tiết đó, nó bị mất cái phần hình đi. Cái cặp đó, giá như mà mình lấy xong rồi lúc mình về chiếc xe đạp đó, mình móc lên chiếc xe đạp cái cặp, để mình cái tay mình còn lại mình cầm mic, tay kia mình cầm bông hoa. Xong sau đó thì là mình tặng bông hoa và mình nắm tay bạn, thì cái nắm tay đó là giống như kết quả cho một chuyện tình đã bắt đầu chớm nở. Đó thì lúc nãy cái cặp đã che rồi. Đó, và em hơi lúc nãy cũng hơi lúng túng để phải cầm cái đó để che giữa hai người đó. Thì nó hơi bị lấn cấn một chút, nhưng mà anh nghĩ là cái đó chỉ là một cái tiểu tiết, mọi người sẽ không có để ý rõ đâu. Đây sẽ là một cái cặp đôi tạo nên những cái sự thú vị bằng cái sự trong sáng và hồn nhiên của mình. Chúc mừng hai em. Bây giờ xin mời chia sẻ của nhạc sĩ Minh Vi. Mỹ Tuyên, cái phần đầu con hát chưa rõ lời một vài chỗ, còn Khôi hát rất là rõ lời nha. Về cái hồn nhiên, cái nhí nhảnh là tụi con, chắc tụi con cũng vừa mới ra trường nên con quay lại rất là nhanh. Bây giờ kêu chú với cô mà diễn lại này căng à. Và cái bài này rất là hồn nhiên rồi. Thì hôm qua là chú bên Nam có dựng một khía cạnh khác của cái bài này. Và thống nhất nha, cuối cùng sẽ chọn cái khía cạnh này. Đúng không? Thì chú muốn chỉ coi là tặng thôi cho người ta 1 phút 30 cuối của một khía cạnh khác. Còn nhớ không? Dạ nhớ. Đó, rất hào hứng. Và bây giờ kịch bản Nắng Sân Trường màn 2 cảnh 2 với một kết thúc hoàn toàn bất ngờ. Camera, action, diễn. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng tình anh ngóng trong đêm.
mất xe rồi. Thưa quý vị, đây là kịch bản tiếp theo của câu chuyện Kẻ Cắp Gặp Bà Già. Vâng, phải nói là một cái khen cho Minh Khôi là bạn giữ của rất kỹ. Nhất định không buông cái cặp. Nhất định không buông cái cặp, nhưng quý vị vẫn kẹp cái cặp vô nách. Tôi phát hiện ra cái cặp này rất quý báu. Tại vì nếu như mà mình ở sâu trong câu chuyện á, thì là cái cặp này là của của người ta mình thích. Cho nên là mình phải giữ cho nó thật là kỹ. Vâng, chính vì em kẹp cái cặp đó mà tụi anh cười suốt đó. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Minh Khôi và Tuyên. Hai bạn đã thể hiện rất là đáng yêu cái tiết mục này. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Thank you.
Chào các bạn, tôi tên là Nguyên Khang. Năm nay 21 tuổi, tôi rất thích các bạn. Vâng. Xin được hỏi tôi vừa nghe tiếng ớ ở đâu ạ? Hey, à, từ giám khảo Cẩm Ly à? À, 21 tuổi thì hơi bàng hoàng đi. Vâng. Em xin lỗi, em hơi giật mình đi xíu thôi anh, không có gì đó. Đôi khi người ta vẫn còn ganh tị với lại cái tuổi tác của tôi. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời phần nhận xét của ca sĩ Hiền Thục. Đầu tiên là chị khen về cái tạo hình ha. Tụi em rất là đầu tư. Cái màn hình LED đằng sau tuyệt đẹp. Nhưng mà có lẽ là do cái bộ đồ kimono này nó làm cho tụi em hơi lỏng cọng một xíu. Và vì tụi em bối rối với cái tạo hình này, cho nên là bạn bị quên lời bạn áo xanh phải không? Bạn hát nhầm lời. Tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiên tha. Chị nhớ đầu tiên là một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá. Thì mà Nhật thì không có thể nào có nón là lá. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá thì không được. Mà mình viết cái lời mới vào cái câu đó cũng không được, gọi là không tôn trọng tác giả. Thì cứ suy nghĩ hoài để né. Thì bắt buộc phải lấy câu đầu tiên, cũng là cái đại ý, nó gần giống như là cái nội dung của cái lời mình muốn đổi là chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Mình lại hát câu đó hai lần. Ok, hợp lý. Và cái thứ hai á là một cái bài hát song ca đó, vì đây là chương trình tuyệt đỉnh song ca thì cần tụi em giao lưu với nhau. Tụi em có cái kỹ năng hát đôi. Hát đôi có nghĩa là phải diễn đôi chứ không phải là một mình bạn. Chị mong là lần sau nếu mình có trình diễn bất cứ bài nào, bất cứ với ai, mình có một cái sự đối đáp thì nó hay hơn. Cảm ơn các em. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn nữ ca sĩ Hiền Thục. Hình như bài này thuộc từ khác rồi đúng không? Dạ có, nên là em hỏi kỹ cái lời, kỹ đúng dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chia sẻ của anh Nam. Cái bài này đã trình diễn rất nhiều lần và có nhiều giọng ca nổi tiếng đã trình diễn thành công. Nhưng mà lần này mang đến sân khấu tuyệt đỉnh song ca với một cái phong vị của một đất nước hoa anh đào để mà thổi hồn vào để cho bài hát được mang đến một cái phong vị mới. Nhưng mà dĩ nhiên anh nghĩ là các em bình thường không có quen nhiều với vũ đạo cũng như là di chuyển, và đặc biệt là với trang phục này có thể là mặc lần đầu như giám khảo Hiền Thục có nói, cho nên là các em sử dụng những cái quạt cầm tay này kia nó vẫn chưa điêu luyện đó, nó vẫn còn hơi vụng về đó, rồi mình đi trên cái đôi guốc này nữa, hai em cũng có cái sự cố gắng đó chứ không phải là không đó, nhưng mà nó cũng có phần cản trở các em nhiều trong cái phần hát. Và ngoài ra về giọng hát á, thì anh muốn là khi Mộc Anh hát thì nó phải là chất của một cô Mộc Anh, khi Khánh Linh hát thì sẽ là chất của cô Khánh Linh. Nhưng mà hai em chưa có tạo cái màu sắc khác biệt nhiều giữa hai bạn khi hát cùng một bài hát, ví dụ như luyến lấy cái cách xử lý câu hát và cái giọng hát để cho nó tạo cái sự khác biệt để người ta nhớ mình. À, mình là cô Geisha màu đỏ, mình là Khánh Linh. Mình là cô Geisha mặc áo màu xanh, mình là Mộc Anh, để mọi người nhớ. Nhưng mà tổng thể tiết mục này là một tiết mục đẹp về phần nhìn, phần nghe thì cũng tròn trịa. Nó cũng chưa bùng nổ và chưa gọi là thăng hoa rực rỡ thôi. Nhưng mà anh nghĩ là các em cũng đã làm tròn vai của mình. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra thì đúng là như Nam nói, mặc bộ đồ nó sẽ bị vướng vào vòng thứ hai, cái mà chi phối nhiều đó là cái quạt. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà tự tin hơn á, chúng ta có thể chuyển cái quạt qua bên tay phải, chúng ta nó sẽ dễ, em sẽ dễ điều khiển hơn, tay chân nó sẽ nhẹ nhàng và nó uyển chuyển hơn. Nhưng mà chị biết tụi em không dám là bởi vì không có sợ không chuyển micro kịp để mà hát, cho nên tụi em bắt buộc phải cầm tay trái, thì tay trái lúc nào nó cũng phải vụng về hơn, cho nên nó bị lận khận về hai cái vấn đề đó thôi. Cái quạt của con hư nhất là đoạn cuối cùng. Bên này Linh nó đã để rồi, bên đứa này không được, bên này đổi, xuống, đổi, đưa đổi. Lên, bên đưa qua đưa lại, riêng cái động tác nó không là con đổi tới 5-6 lần, đúng không? Tất nhiên là cái đó đã hát xong rồi, thì cái đó là mình rút kinh nghiệm. Còn về phần hát, cũng ra tinh thần đó nha, rất là tinh thần. Tất nhiên là cái nội công, cái bề dày thì hai đứa chưa có, nhưng mà về tinh thần theo tiết tấu nhạc, về tinh thần theo cái bản phối thì hai đứa đã làm được. Vậy thôi, chú đang nói công bằng và giải thích cho tất cả các giám khảo đây nghe. Xin chúc mừng tiết mục của hai bạn. Rất chi tiết đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều. Nào, bây giờ mình về đi nè. Người Nhật không có đi vậy nhanh lắm đâu em. Người từ từ thôi. Từ
trôi rồi chẳng đến, không thể gọi tên nỗi buồn đã qua. Ôm lòng đầy vơi thương nhớ, đôi tay này biết bao ngày để rồi khi những ân tình ấy tựa như mây mà người đành nỡ quên đi vậy. Và những vui buồn ấy vì nơi đây tìm đâu thấy. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi. Vì nỗi nhớ còn dài như ký ức mệt nhoài đôi vai. Nỗi đau trong anh làm sao em biết, xa như ta nghĩ về nhau một chút thôi. Để không bật khóc thành lời, để thấy anh không còn xa vời. I don't leave me alone, oh, 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 oh. Để đôi khi những ân tình ấy tựa như mây mà người đành nỡ quên đi vậy. Và những vui buồn ấy về nơi đây tìm đâu thấy. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi. Vì nỗi nhớ còn dài, từng ký ức bên nhoài đôi vai. Nỗi đau trong em là sao chút thôi, để không bật khóc thành lời, để thấy em không xa vời. But don't leave me alone, oh, 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 alone, oh, 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 oh. Don't leave me, don't leave me alone, baby. Don't leave me alone. Anh bỏ rơi em và tình yêu này, em đi vào tâm tối bao ngày. Tất cả chỉ như một cơn gió, chứ thằng ta tay vào thôi ta đừng. Em nói cho anh nghe nhé, với tất cả tình yêu của tuổi trẻ, với hy vọng có những điều mới mẻ sẽ giúp anh có thêm nhiều động lực hơn để quên em, vì thế em mạnh mẽ để ai xem. Đau thương là gì, những ký ức đã cùng trôi mãi, em sẽ đang trong vòng tay với ai. Tình yêu mà, vì ai mà em quên đi tất cả, cùng mơ cùng chung về một mái nhà mà, giờ này chỉ còn lại một khúc ca, khi mà em không còn thiết tha. Đã tin em sẽ cùng tôi chung lối, thế nhưng em lại bỏ rơi tôi với tôi. Vì nỗi nhớ còn dài, những ký ức mệt nhoài đôi vai. Nỗi đau trong anh làm sao em biết, giá như ta nghĩ về nhau một chút thôi. Để không bật khóc thành lời, để thấy em không còn xa vời. Don't leave me alone. Xin chúc mừng Đình Long và Minh Hồ với ca khúc Don't Leave Me Alone, có nghĩa là đừng bỏ tôi một mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị giám khảo mà có một bộ vest, một đồ giống là hợp với tụi em lắm. Có lẽ là trong nhóm tam ca của tụi em. Xin được mời thành viên thứ ba, đạo diễn Hoàng Nhật Nam anh á. Dạ, anh nhìn cái áo này nó cùng tông với anh mà. Xin chào Hắc Bạch công tử. Wow. Đình Long với lại Minh Hồ, hai em hôm nay mặc đồ rất là đẹp, phối và hai cái mảng đối lập sáng tối. Tuy nhiên anh Nam nghĩ là đoạn đầu bắt đầu là mình đã rất là đứng trong luồng ánh sáng, visual và mọi thứ, đồ da và mọi thứ. Anh Nam đang mong đợi là hai em sẽ dần dẫn dắt người ta lên những cái chặng tiếp theo và leo lên trên những cái đỉnh núi để mà bùng cháy, ăn mừng trên đó với những cái cảm xúc. Cho đến đoạn cuối luôn rồi thì vẫn chưa. Rồi đặc biệt là cái đoạn đọc rap á, thì cũng còn bối rối quá.
đoạn độc rap đó giá như mà máu lửa, và giá như nó trơn tru hơn và nó đã hơn nữa, wow hơn, nhưng mà cũng chưa đạt được cái điều đó. Đó, tuy nhiên là anh Nam thấy hai em tiến bộ từng ngày, tiến bộ hơn rất nhiều ngày hôm nay. Diễn thoải mái, nhảy feel the beat theo nhạc, tương tác với giám khảo rồi khán giả. Cái điều đó là mình có cái sự giải phóng về hình thể. Cái đó là một điểm đáng khen của hai em. Chúc các em sẽ thành công. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Nhật Nam. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Đây là một cái tiết mục out đó, cho nên là tâm lý của tụi em là muốn khuấy động sôi nổi cho cái khán phòng này nó vui vẻ hơn. Do đó là cái mức năng lượng đưa ra nó nhiều hơn, làm cho tụi em bị hát chạy nhịp. Chưa kể là khi mà mình quá phấn khích nhưng mà cái luồng hơi của mình chưa vững để mà mình tiết chế nó, đâm ra là những cái nốt nó phát ra không chính xác, hơi trên hơi phô một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung á, khi mà tụi em biểu diễn, người ta thấy được một cái sự sôi động, một cái sự hòa quyện của tất cả mọi người ở trong cái khán phòng này. Đó là cái điều mà tụi em làm đạt nhất. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly, và xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Bà giám khảo kia nói đủ rồi, nhưng mà ý anh ở đây là trong cái bản này á, bốn màu sắc âm nhạc khác nhau và cái cách dựng cũng khác nhau. Tụi em có cái cá tính của em, còn khuyết điểm thì bên này nói rồi, anh không nói nữa. Đã làm một cái bản kết đẹp, một bản kết đẹp. Nghĩ là cái tập này màu sắc sẽ làm cho hài lòng khán giả và hài lòng cho bốn vị giám khảo ở đây. Xin chúc mừng tiết mục của hai bạn. Để em đi lấy
bập bập bùm, bập bập bùm. Hai cô ạ, à, rước hai cô xuống dưới đây ạ. À. Vâng, hai cô hay quá. Vâng, thưa quý vị. Gàng lắm, em không biết là em làm như vậy thì sẽ xảy ra đốt nhà, tan già nát cửa nhé. Anh cũng không ngờ rằng là anh trở thành một cái vai mà phản phất hương khói như sống vậy. Sống khôn thác thiên. Đúng rồi. Em đố anh Nam, cái ý tưởng mà thí sinh tràn xuống dưới rồi nắm tay ban giám khảo rồi năn nỉ lại anh cho em đi lấy chồng đến từ đâu ạ? Một người chơi khăm tôi như vậy không ai khác chính là Nguyên Khang. Anh Minh Vi. Còn ai trong khoai đất này nữa thưa quý vị? Chỉ có nhạc sĩ Minh Vi mới có thể nghĩ ra những ý đồ táo bạo. Hôm qua anh dặn rất kỹ là hai đứa tràn xuống đây rồi mỗi người tới một người mà hình như ngán anh hay sao, ngán anh hay sao mà đi qua anh kia hết hai bà vậy? Em ở nhà cũng đã nghiên cứu rất là kỹ nhưng mà anh Nam thì không có chị Dung ở đây. Không có chị Dung ở đây. Còn anh Vi thì có chị Cẩm Ly cho nên là bọn em cũng phải suy nghĩ lại ạ. Cũng biết sợ nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời người phụ nữ áo trắng thước tha ngồi trên khu vực bàn kia. Bài này chị được nghe lần đầu tiên là lúc chị 13 tuổi trong một cái cuộc thi và có một cái người chị lớn hơn chị hát cái bài đó cũng rất là hay. Và bây giờ thật sự là biết ơn bởi vì đã được nghe lại với một cái màn trình diễn ở trên sân khấu hoành tráng như vậy. Cái concept này nè là cái concept của chị. Cái concept treo lụa ở trên sân khấu và ở trên cái background cũng có lụa là anh Hoàng Nhật Nam đã dùng cho chị khi chị hát Hoa hậu Việt Nam bài gì anh? Nét đẹp Á Đông. Nét đẹp Á Đông. Chị nhìn cái này thì chị nhớ mình dữ lắm. Thật ra khi mà tụi em hát không cần phải lạy anh em đi lấy chồng đâu, mà chỉ cần cất tiếng hát lên, nghe cái nét nhạc là chị đã nổi da gà rồi vì nó rất là hay. Chị cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị Thục ạ. Vâng, cảm ơn nữ ca sĩ Hiền Thục. Cái bài hát này không hề dễ hát vừa diễn như thế này nữa. Mà từng cái sắc thái trên gương mặt, từng cái nhíu mày, từng cái liếc qua liếc lại biểu môi và bè cho nhau nữa. Bè hay ha anh ha. Cái đoạn bè mà ba nó đạp bè vào nghe nổi da gà. Mặc dù cứ lặp lại nhưng mà cái âm sắc của mỗi lần á và cái tình cảm đặt vào trong từng đoạn thì nó cứ dâng trào lên từng hồi. Cả hai bạn là hai màu sắc nha, hai bạn phân vai rất phù hợp. Chứ nếu cả hai bạn đều giống nhau thì lại cùng một màu. Cho nên chọn cái tông màu áo dài nó cũng giống nữa. Cô này đậm đà hơn, làm nó hơi bị over và đậm một chút về mặt tính cách. Cô này thì nhẹ hơn nhưng mà đi vào chiều sâu. Cô nào cũng bổ trợ cho nhau và đúng, rất rất là hay. Về phần hát thì thiệt sự là tôi thì có một cái cảm tình riêng đối với những cái bài dân ca Bắc Bộ. Trong bài này thì hai bạn đều làm những cái âm sắc đó, hát tới nơi tới chốn, nó rất là đã, cả hát cả bè. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tiết mục này xứng đáng được điểm 10 đối với riêng bản thân tôi. Em chơi luôn anh. Mời luôn. Cảm ơn anh. Xin được cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn của ban giám khảo. Đầu tiên xin mời sự lựa chọn của nữ sinh áo dài. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Hồi nãy em với anh là hồi có hai file okay rồi đúng không? Rồi. Vậy thôi mình cùng làm luôn đi. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục quyết định là
chàng. Thưa quý vị, hai tim. Vâng. Quyết định của chị Tư Cẩm Ly. Vâng, thưa quý vị, chị đã chọn hai tim cho các bạn. Chúc mừng các bạn đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Chúng em cảm ơn ban giám khảo ạ. Anh lên phố thì vì ai? Bao nhiêu thương nhớ nhọc nhằn nắng mưa. Để khi chân bước quay về mới hay chìm sao? Mới hay chìm sao sổ lòng sang sông. Gọi thầm tên em lần cuối, con tim bút nhói trong đêm sầu. Còn lại gì khi tình quá mau, bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. Đường về cô đơn lạnh giá, lang thang phố vắng trong mưa buồn rơi. Lệ nhỏ trên mi sầu em khôn nguôi. Người tình ơi, thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Có những cánh cò đưa anh về về miền Tây, nhớ đám lung bình trôi dạt nơi nhánh sông. Nghe câu ca nào mặn nồng nơi đất quê, qua đây thương bầu bầu còn thương hoa. Xuống chuyến xe đò qua phà còn nước lớn, áo mới anh về vẫn màu da bắp non. Ai hay ân tình đã dội theo cánh chim, thời gian phai màu nên lòng người sang sông. Cuộc tình xưa say đắm một trời kỷ niệm ngọt ngào này đã xa xôi rồi, còn đâu giây phút môi son cuốn quyết môi hôn gọi mời. Bỗng em đã khuất chân trời một mình anh trong cuộc đời. Mưa ơi từng chiều đừng rơi. Còn gì không em hỡi, từ ngày tình lạnh lùng em đã quay lưng rồi. Còn đâu giây phút sớm tối đắm đuối em trong vòng tay. Dẫu yêu này đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng, em ơi mình đành mất nhau. Người tình quê ơi, người tình quê, chim quyên đau lòng kêu nhớ bạc tình chung. Về miền Tây và xe xa lắm xa lơ, bầu không quên bạn sao bạn đành quên ai. Về miền Tây, có ai về miền Tây? Lắm lục bình ơi, đời phù du buồn sao kiếp sống lên đơn. Ai ru câu hò nghe nát lòng miền Tây. Giờ yêu này đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng, em ơi mình đành mất nhau. Về miền Tây,
quý vị, chúng ta vừa đến với một bản mashup khá là đặc biệt bởi một ca khúc nhạc trẻ và một ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca quê hương. Và xin được giới thiệu đến quý vị cậu hai và cậu ba Khắc Tùng và Chắc Long. Xin chào cậu hai và cậu ba. Dạ, em chào anh. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị giám khảo dành cho tiết mục này. Những cái vòng đầu đến giờ thì anh vẫn luôn thấy Khắc Tùng luôn luôn là một bạn diễn có cái sự dày dặn hơn về kinh nghiệm và cũng là một cái chỗ dựa cho Jack Long rất là nhiều. Phần hát và cái phần hò đầu tiên của Tùng thì cũng rất là hay và ngọt ngào. Nhưng mà Tùng cũng lưu ý là do mải mê quá cho nên hôm nay cũng có đôi chỗ cũng bị lạc trôi. Mà những cái vòng trước thì Khắc Tùng chắc chắn hơn, chắc hơn rất nhiều trong từng cái câu hát luôn. Còn về Jack Long thì Jack Long như những lần trước, những giám khảo trước cũng như là anh cũng có khen về cái ngoại hình bắt sân khấu và cái giọng hát cũng rất là tốt của mình. Tuy nhiên là Jack Long có những cái phần trình diễn nó được trọn vẹn hơn. Mình lưu ý để cho cái cách mình vận dụng giọng hát sau đó cho nó thật sự là sắc sảo hơn và nó đúng cái ý muốn của mình hơn. Chúc mừng tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn anh. Mọi vòng á, chị vẫn nói Tùng là nắm chủ sân khấu rất là nhiều. Về diễn, về hát, không phải lo gì về phần Tùng hết. Thì hôm nay Tùng gặp vấn đề, chị không biết là em đã có vấn đề gì về sức khỏe thanh quản không? Tại vì trong cái cách hát của em á, chị có thể nhìn thấy hôm nay em không được thoải mái cho lắm. Tối có lo nên là ngủ không được. Đó, cái bài này chị hát chị biết cái câu người tình quê nó khó chịu lắm. Tại vì chữ tình mà nó lên giữa quê á, nó mà là chữ cái âm quờ đó, nó rất là dễ bị gắt cái chỗ đó. Khi em bị cái đó rồi là coi như là em bị ảnh hưởng. Và trong cái câu hát của em nó không còn cái sự gọi là nó tự tin như mọi lần nữa. Còn nói về Jack Long hôm nay chị hơi bất ngờ. Nếu mà nói về giọng hát hôm nay Long làm tốt tròn cả hai bài nhạc trẻ và nhạc dân ca luôn. Em làm rất là tròn. Mọi bữa là em hát dân ca là quen rồi, nhưng hôm nay em hát nhạc trẻ chị cũng cố gắng lắng nghe. Thì em làm rất là tốt. Và đặc biệt là có một vài đoạn em còn biết xử lý bài hát. Nó có những cái câu bỏ nhỏ của cái bài Gọi Thầm Tên Anh á, nó tình cảm. Chị hơi bất ngờ một xíu là cái sự tiến bộ của mình có, những cái khuyết điểm của mình tiến bộ. Chị cảm thấy rất là vui và hôm nay em rất là ổn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến quyết định của các anh chị nha. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Quyết định của Thục là tặng tim hay không? Không tặng tim, rất tiếc. Vâng. Xin mời quyết định của chị Cẩm Ly. Thôi tôi tặng sao nè. Có nghĩa là bây giờ không tặng. Ủa sao vậy? Không có tiền. Sao vậy? Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đang rất hoang mang. Tôi sẽ bấm chọn. Một tim. Cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Minh Vi. Hoàn thiện 100% không có, nhưng mà sự tiến bộ có. Anh cho một tim. Một tim. Một lần nữa xin được cảm ơn Khắc Tùng và Jack Long. Cảm ơn hai bà. Dạ, em cảm ơn bốn ban giám khảo. Em cảm ơn anh. Mà nghe nói khu vực này có nhỏ bán sầu riêng. Không biết nhan sắc của nó như thế nào mà mấy thằng đệ mình thu tiền hoài không được. Ai mua sầu riêng không? Nhỏ này Linh ghê mới nhắc tới rồi. Sầu riêng cái mơn cơm vàng hạt liếp xẹp đây. Sầu riêng. Dạ. Chà, coi bộ nhìn cũng được ha. Dạ, anh ơi, anh mua sầu riêng ha. Sầu riêng? Biết tôi là ai mà dám mời tôi mua sầu riêng vậy? Hả? Dạ, anh là... Có nghe danh Hai Hổ bao giờ chưa? Anh Hai Hổ? Cô muốn bán ở đây thì phải đóng tiền bảo kê cho tôi. Dạ. Mà nghe nói là cô bán ở đây lâu rồi đúng không? Dạ, em mới bán à anh hai. Mới bán hả? Dạ. Vậy có người yêu chưa? Dạ chưa. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà sầu riêng bán sao vậy? Dạ 80 ký. Cái gì? 80 ngàn? Dạ. Sao rẻ quá vậy? Rẻ hả? Anh hai mua giùm em nha anh hai. Sầu riêng ngon dữ lắm anh hai. Nghe. Này cô em bán sầu riêng. Sầu riêng em bán chữ tình duyên thế nào? Hỏi hoài. Em thời có bán anh mua, dù cho 17 nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền gì? Em đền 8 trái cho anh. 8 trái luôn. Còn tình duyên em để trong người mua duyên. Thiệt không? Dạ thiệt. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sầu riêng quá nóng hay lòng anh
nhớ cô em bán sầu riêng. Ôi trời đất ơi, đẹp như tiếng đó cho lòng anh tương tư. Thôi đừng có tương tư, mua sầu riêng giùm em đi. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán như em đâu mất rồi. Ủa em đây mà. Hai người bạn mới cho hay. Cho hay sao anh? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Không có đâu anh hai. Ai ghép em đồn bậy bạ. Chứ em chưa có người yêu nữa mà. Chưa có người yêu hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Anh hai, anh hai thương em, mua sầu riêng ủng hộ giùm em đi. Sầu riêng ngon dữ lắm. Nè anh nhìn đi, tao ăn từng trái luôn á. Em ăn lễ sáng giờ còn nguyên gánh luôn nè. Em yên tâm, chẳng những anh mua hết gánh sầu riêng cho em mà anh còn bảo kê cho em luôn. Không? Mà hết gánh bao nhiêu vậy? 2 triệu hả? Dạ. 3 triệu, bo em luôn 1 triệu. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền gì nữa? Em đền hết thúng cho anh. Trời ơi. Còn tình duyên em để hứa rồi nha. Em hứa mà. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Xạo quá. Đẹp như tiếng đó cho lòng anh tương tư. Cái miệng anh ngọt ghê đó. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Hai người bán mới cho hay, cho hay nữa. Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Sầu riêng anh đã mua rồi, tình duyên em bán cho người đành. Để bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gãy đá. Anh hai. Sao em? Em cảm ơn anh hai đã mua hết gánh sầu riêng cho em nghe. Không có chi. Em nghe danh anh hai hổ lâu rồi, em hâm mộ anh lắm. Bữa nay em mới được gặp mặt. Em có viết sẵn thơ cho anh hai luôn nè. Viết thơ cho anh luôn? Đợi gặp là em đưa liền vậy đó. Ờ. Nhưng mà bây giờ em phải đi về để giao hết mớ sầu riêng ở nhà cho người ta ở xóm trên á. Anh hai, anh hai đợi em đi rồi anh hai hãy đọc nghe anh hai. Em đi nghe anh hai, cảm ơn anh hai, bye bye anh hai. Trời, nhỏ này chưa nói gì đi nè. Trời, mới gặp mình mà có thư cho mình luôn. Để coi coi, để coi coi em viết cái gì cho mình trong thư nè. Anh hai hổ. Có anh. Từ mai em không còn bán sầu riêng ở đây nữa. Ủa, gì kỳ vậy? Em sẽ theo chồng và ba đứa con của em qua xứ khác làm ăn. Vậy? Có chồng, ba đứa con. Cảm ơn anh hai chiêu cố cho em nghe. Em đi nghe anh hai, bye bye. Trời, vậy là tôi bị gạt. 3 triệu của tôi. Trời ơi, tôi là hai hổ mà đã dám gạt tôi nè trời. Đáng đời, cho chừa cái thật háo sắc. Đáng đời, cho chừa cái thật ra dẻ. À, hồng ấy bây giờ lỡ mua rồi xuống đem dưới tặng ban giám khảo mỗi người trái sầu riêng đi. Dạ em. Được. Vâng. Em lấy tiền để em nhắm ra, ra sẽ đòi lại. Ra đi đi cưng. Nha. Yeah. Dạ sầu riêng này là anh Nguyên anh trả tiền rồi, chị lấy đi. Của anh Nguyên hả? Đạo cụ của Nguyên hả? Dạ. Anh chị lấy đi chị. Sầu riêng cái mơn cơm già hạt lép hả? Dạ lép xẹp luôn chị. À. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng, một sáng tác của ca Nhật Minh với phần thể hiện của Đăng Nguyên và Quỳnh Vi. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Khi mà tụi em cố gắng để cho tròn cái vai á, khi mà nói thoại xong rồi vô lại á, cái phần hát của mình nó chưa có được mượt. Chị chỉ thấy là như vậy thôi, còn lại là rất là duyên dáng. Chị nghĩ là thí dụ như là mình có, nếu mà có làm cái hoạt cảnh như vậy á, thì mình cũng nên là tiết chế cái âm lượng của mình xíu. Đôi lúc mà tụi em mà nói to quá, cái nó gây hết hồn chút, có vậy thôi. Vâng, cảm ơn nữ ca sĩ Hiền Thục. Nguyên á, nhất là Nguyên, em biết sao, em nhập tâm quá. Lúc tập thì không có,
bây giờ em diễn em nhập tâm quá nên cái em nói á, cái ngôn viên nói thì cố gắng ra là giang hồ thì thành ra cái tiếng của em hơi bị thét và nó sẽ bị khào. Em không tiết chế được. Vi nó diễn nhưng mà nó tiết chế được. Thí dụ như Vi khóc thì Vi vẫn diễn được và Vi hát được. Nhưng Nguyên sẽ bị là em hơi hét gần cái giọng quá. Thành ra khi bắt đầu vào hát lại thì mình không, cái giọng mình không mượt, mà thành ra nó bị khào hơn. Quên cái đó. Nhưng mà cũng thông cảm là tại vì các bạn ấy là ca sĩ không phải là diễn viên. Không, cho nên là nếu mà Vi làm á thì anh mới giận nhiều hơn. Nhưng mà Vi có cái đó hơn. Thì Nguyên quên cái đó đi. Yeah. Quên thì mình nhập tâm quá thì mình mới bị như vậy. Trời, hai anh chị giờ đi đo sầu riêng cái trời. Ông đòi đổi cho ông đi, trời ơi mệt quá học. Rồi xin lỗi anh Minh Vi, Minh Vi nhận xét tiếp đi ạ. Không anh vậy thôi. Từ trái qua phải, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Cho em đi trước á. Alo. Mời chị cho quyết định của mình. Chọn hay không chọn ạ? Một tim dành cho các bạn. Chúc mừng. Mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Mình rất công bằng. Vì mình có sầu riêng nên mình có tim thôi. Trời đất ơi. Chúc mừng. Rõ ràng về chuyên môn ăn uống rất dễ để lấy lòng nữ ca sĩ Hiền Thục. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Tôi sẽ cân nhắc một chút xíu, tôi sẽ không bấm chọn cho lần này. Tôi cũng nghĩ rằng là sẽ đợi thêm xem sao những tiết mục sau. Vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh Minh Vi. Và nếu theo tình trạng hôm nay là nói chung là ông thiện với ông ác đã hiện hình rõ rồi đó. Ông này với ông kia là hai ông thiện ông ác đổi chỗ nhau rồi đó. Thôi giờ ông kia hiện hình ông ác, tôi nắm hiện hình thiện nha. Vâng, xin chúc mừng các bạn đã có thêm được một team.